Dạ, xin hát một câu vọng cổ cho đại chúng nghe. Thì trong cái không khí mùa Vu Lan, cứ mỗi lần con thấy lá thu về trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay như gợi lại trong con bao nỗi u hoài. Mẹ ơi, cành cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi? Đời con mất mẹ khi mẹ không còn nữa. Nhớ thở xưa con chỉ biết nô đùa, nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thâm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, trong mùa Vu Lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng, thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thăm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần bao đáp. Mẹ ơi, trời đất quạnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn, đời con hết ngây thơ. Bây giờ mình bắt đầu đi vào cái chương trình sinh hoạt Phật Pháp nha. Bây giờ đây là câu hỏi nè. Bánh hỏi nhiều hơn bún á. Thì thôi, cũng như thường lệ, cứ hết giờ là mình nghỉ. Những câu hỏi dư lại Pháp Hòa sẽ để lại trả lời ở những cái buổi sinh hoạt ở Trúc Lâm. Đây là câu hỏi thứ nhất. Bạch Thầy, con pháp danh là Quay Pha, nhưng con không hiểu ý nghĩa quay pha, xin thầy từ bi hỷ xả giải thích cho con có được không ạ? Từ bi thì có, hỷ xả thì có, mà giải thích không được. Tại vì thứ nhất, tên quay pha này được âm là quậy phá. Nói tiếp nha. Con có một quyển sổ quy y nhưng bằng tiếng Anh và tiếng Tàu, bởi vì thầy quy y cho con là người Malaysia. Nếu được, thầy có thể cho con một quyển tiếng Việt được không ạ? Con quậy phá. Quy y với thầy Mã Lai thì dĩ nhiên tên đọc nghe Lai Lai. Lai tiếng Việt. Cái này quý vị muốn biết được cái chữ âm nó là gì á, thì phải coi lại cái chữ Hoa thầy người Mã Lai này viết chữ nó là gì. Có thể pháp danh là Huệ Pháp, tại vì phải nhìn cái chữ, chứ còn quý vị ghi cái tiếng âm theo tiếng Tàu, theo tiếng Mỹ là quay pha, không hiểu. Phải đọc viết ra nguyên chữ thì mới có thể đọc được pháp danh mình là gì. Còn nếu có muốn có cuốn sổ quy y này bằng tiếng Việt thì free, không có sao hết. Cho nên đây là sẵn Pháp Hòa cũng nói luôn, mình là người Việt Nam, quy y bằng tiếng Việt. Thật sự quy y tiếng gì cũng không sao hết đó. Nhưng mà khi mình quy y, nghĩa là ý thức mình phải có.
Mình phải nghe được lời pháp sư, cái người thầy truyền giới cho mình nói cái gì, rồi mình hiểu mình mới nói yes I do. Chứ còn mình không hiểu ông nói cái gì thì coi như tâm thức mình không tiếp nhận cái đó, thì cái pháp quy y đó nó chưa thể gọi là trọn. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị đọc kinh tiếng Việt, quý vị đọc kinh tiếng Việt quý vị sẽ hiểu liền. Quý vị đọc, ví dụ quý vị đọc là lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong, chư Phật trong hải hội đều xa hay, theo chỗ kết mây lành, lòng thành mới ân cần, các Phật hiện toàn thân. Quý vị hiểu phải không? Hay là diễn đạt theo một lối thơ: lư hương vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành. Thì mình đọc vậy mình hiểu. Bây giờ đưa một cái bài kệ này mình vẫn tụng, nhưng mà nó hiểu vậy đó: lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Quý vị đọc nhưng mà quý vị không hiểu trong đó nói gì. Thì cũng như quy y, mà quy đặc biệt hơn nữa là quy y, là ghi quy y là từ tâm mình phát ra. Mình muốn cái ý thức mình nhận rõ. Cho nên mấy đứa nhỏ bây giờ mà nó quy y, nó dưới 13 tuổi mà quý vị dẫn nó đi quy y đó, là quy y kết duyên thôi. Mai mốt nó đủ tuổi rồi đó, quý vị phải cho nó lên nó nghe giới lại. Bởi vì nó dưới 13 tuổi, nó chưa đủ cái tuổi để nó hiểu biết giữ giới là gì. Cho nên bất quá là tam quy thôi: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, kết cái duyên, chứ nó chưa thọ giới. Vì nó phải ý thức được giới là gì mới được. Cho nên một cái người mà đi tu á, một chú tiểu nhỏ đó, chỉ được thọ 5 giới, 8 giới cho đến khi 13 tuổi, chú tiểu đó mới được thọ sa di giới. Sa di giới là ý thức phải hiểu là tại sao mình không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Còn nhỏ quá nó đâu có hiểu, cho nên nó chỉ xuất gia thôi mà nó chưa thọ giới. Rồi thậm chí là một sa di rồi, đủ 20 tuổi đời và 4-5 năm tu học luật giới rồi mới được thọ tỳ kheo. Mà trước khi thọ tỳ kheo là người ta phải hỏi mình mấy chục câu hỏi trước khi chấp nhận cho mình thọ tỳ kheo, là gì? Để hiểu rằng mình có nhận thức được mình đang chuẩn bị làm cái gì không. Thì ở đây cũng vậy, quý vị đi quy y tiếng Tây Tạng, tiếng gì không biết, nhưng mà mình có cái lễ quy, nhưng mà thật ra ý thức mình chưa nhận biết thầy đã nói gì với mình đó. Cho nên thế nào là thọ giới? Thọ là ngay cái lúc thầy hỏi mình đó, đây là giới thứ nhất, quý vị có thể giữ được không? Thì đáp rằng dạ giữ được. Ngay cái chỗ đó là thọ đó. Thầy truyền mình thọ. Còn thầy nói gì mình không hiểu, mình thấy người ta yes I do, mình cũng yes I do, đó là I do, tôi do theo đó, là mình không biết cái gì hết. Cho nên là hôm nào đó quý vị muốn thì quý vị phải ghi cái chữ này ra. Nãy giờ cái vị Phật tử này có ở đây rồi là coi như nghe giới lại đó, thọ giới lại bằng tiếng Việt rồi đó. Rồi bây giờ muốn biết, muốn giữ cái pháp danh này thì ghi cái chữ đó ra, thì mình mới biết được à cái nghĩa chữ đó là gì. Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ giảng giải cho chúng con hiểu câu vô sanh pháp nhẫn. Thưa đại chúng, nhẫn là có 3 cái, 10 cái nhẫn, nhưng mà thu gọn thì còn 3. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống giữa con người với nhau thì chúng ta phải nhịn nhục nhau, đó là sanh nhẫn. Ví dụ mình đi làm thì phải gặp đối tác làm việc chung, phải nhịn.
Về nhà sống chung với vợ chồng con cái phải nhịn. Gặp mẹ chồng nàng dâu hai người phải nhịn. Phải không? Có lúc kiến ăn cá, có khi cá ăn kiến. Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người với con người. Còn pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh thời tiết. Ví dụ như hôm nay mình đi về chùa Chánh Giác dự một ngày tu học, thì bây giờ chùa ở đây phương tiện như thế nào mình phải chấp nhận như thế đó. Ví dụ như giờ chùa ngay phố rất là tiện cho mình đi, nhưng mà kẹt cái không có bãi đậu xe, mình phải đi kiếm chỗ nào đậu thật xa đi bộ tới. Chịu khó đi bộ một chút thì khỏi tốn tiền câu xe. Mình ham gần mình đậu ẩu thì lát người ta kéo xe mình tốn tiền, lúc đó nhẫn không nổi cho la, nói trời đi chùa sao xui quá. Tụi đi mà hễ mà đậu ẩu mà không có sao hết cái ra nói Phật độ. Ôi, làm như là Phật rảnh mấy cái chuyện đó lắm. Rồi quý vị thấy không? Thành ra sanh nhẫn là gì? Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người. Còn pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết. Ví dụ như ngày hôm qua nó lạnh, hôm nay nó nóng. Rồi bây giờ lỡ ví dụ mình vô trong cái chùa Chánh Giác này, mình ngồi 500 người mà nóng quá mà máy lạnh không có. Hỏi sư cô, sư cô gọi nị còn mi dẹ. Còn ông chí á. Thì mình cũng thấy sao hỏi hoài mà cô không biết à. Mình cô không hiểu mình nói thì ví dụ vậy đi. Bây giờ cô không mở máy lạnh mà không hiểu mình nói gì, cái thì nóng quá. Thì bây giờ mình phải pháp nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết. Đó. Rồi ví dụ như mình không biết ăn cà ri, mà giờ vô đưa xẻ dĩa ra có cơm cà ri không. Rồi thôi bây giờ ráng ăn, còn không thì cúng dường người khác, ngồi hít không khí đỡ. Pháp nhẫn. Vậy hai cái nhẫn này nó có mặt trong cuộc sống mình không? Có. Nhẫn con người, nhẫn thời tiết, hoàn cảnh. Như ở Canada mình là thời tiết là phải nhẫn lắm á. Mùa đông, trời lạnh, tuyết nhiều, đi đường rất là khó khăn. Pháp nhẫn đó. Không? Rồi bây giờ mình ở cái thành phố Toronto đông đảo, phải sanh nhẫn. Trừ khi nào mình về Victoria, nguyên cái đảo đó, không có ai hết. Có một cái nữa là vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là cao lắm đó. Nghĩa là mình đạt tới một cái trình độ, một cái nhẫn mà không cần phải sanh khởi nhẫn gì nữa hết. Bình thường. Bình thường với con người, với hoàn cảnh, với mọi sự việc. Mình đạt được một cái nhẫn mà không cần phải khởi niệm. Thí dụ như cái người đó họ nói mình nghe, bắt đầu mình phải nói tự nhắc mình. Ráng đi, ráng nhẫn bạn chút, ráng nhẫn bạn chút. Sáng giờ công quả tụng kinh nguyên ngày rồi, nói bạn mất hết, ráng. Cái đi kiếm nước lạnh đồ uống là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là ly nước lạnh uống ực xuống, nuốt xuống. Đi vô phòng cái xuống vuốt con, vuốt con. Đủ kiểu hết trơn. Nhưng mà riết cái bà đó, bà nói riết cái mình quen rồi. Giờ bà nói gì nói, bà nói tôi nghe như bà tụng chú vậy. Pháp là vô sanh, vô sanh nhẫn. Không cần sanh khởi bất cứ một pháp môn nào để nhẫn nữa, mà tôi vẫn nhẫn được như thường. Tại vì tôi đã đạt được một trình độ. Cái đó là sanh nhẫn. Nói là có chứng cứ. Thầy Quan Hỷ trả lời giùm con. Một nhà sư đã dạy con là chỉ có một Phật, tất cả những Phật Di Đà, Quan Âm đều là hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni, và tất cả đều là con của Hoàng hậu Maya. Như vậy có đúng không? Thưa câu hỏi thứ nhất, nếu nói về mặt sự là không đúng. Nếu về mặt sự là lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Hoàng hậu Maya là một vị hoàng hậu có thật ở tại phía Bắc Ấn Độ,
cách đây hơn 2600 năm, là vợ của vua Tịnh Phạn. Và hai vị này đã hạ sinh một thái tử tên là Tất Đạt Đa, và vị này sau này tu thành một bậc giác ngộ, một bậc thầy cao cả mà chúng ta gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó đứng trên phương diện lịch sử. Còn cuộc đời này, trên thế gian này, sự thật chỉ có một Đức Phật thôi, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Địa Tạng là những Phật và Bồ Tát được giới thiệu, chứ không phải ở cõi này. Quý vị nhớ là cõi Ta Bà này không có Phật Di Đà. Phật Di Đà là do Phật Thích Ca giới thiệu. Cách đây 10 muôn ức cõi, ở có một thế giới khác tên là gì? Tây Phương Cực Lạc. Ở đó có một vị Phật tên là A Di Đà. Và vị Phật đó có phát nguyện rằng, nếu chúng sanh nào muốn sanh về cõi của Ngài thì nên niệm danh hiệu của Ngài, tu tạo phước lành để được sanh về cảnh giới của Ngài. Còn nếu như á, mà nói rằng á, tất cả Phật Quan Âm Bồ Tát đều là con của Hoàng hậu Ma Gia đó, thì nó không có đúng lịch sử. Nhưng mà ở cái mặt cái lý thì có thể tạm nhận, bởi vì mẹ là tượng trưng cho mẫu, mẹ mà, thì tất cả Phật đều là con của Hoàng hậu Ma Gia. Nghĩa là Hoàng hậu Ma Gia tượng trưng cho lòng từ hay là trí tuệ. Cho nên mình mới có một cái câu là Phật mẫu chuẩn đề, ví dụ vậy đó. Thì cái đó là cái lý thôi, chứ còn đứng trên phương diện lịch sử là không có. Và quý vị nhớ là Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Quan Âm Địa Tạng là mình biết đều là do sự giới thiệu của Phật Thích Ca hết, chứ các ngài không có ở đây. Câu thứ hai: nếu một người thương yêu một nhà sư nhưng chỉ một chiều, không bao giờ cho nhà sư đó biết, như vậy có tội không? Nếu yêu một người, yêu thương một nhà sư nhưng chỉ một chiều, không bao giờ cho nhà sư đó biết, như vậy có tội không? Cho dù người đó yêu đơn phương âm thầm, con chỉ bảo nếu như thế thì con là quỷ sứ, là ma, tội không thể tha, xin thầy giải thích. Thưa đại chúng, cái này không có gì tội. Mình là một con người, mình cũng có quyền thương yêu bất cứ một người nào, dù người đó là người tu. Nhưng có cái điều là, nếu mình biết được vị thầy đó hay vị sư cô đó là một người tu có lý tưởng, thì mình thương bằng cách là mình hộ trì cho người đó thực hiện trọn cái lý tưởng của vị đó, không cần chiếm hữu. Tình yêu nhiều khi không còn nếu mình đã được chiếm hữu. Pháp Hòa nhớ mình có cái bài hát á: tóc mai sợi ngắn sợi dài, thương nhau chẳng đặng, hay lấy nhau chẳng đặng gì đó, mới thương hoài nghìn năm. Phải không? Thành thử ra thương một người nào đó, dù người đó là tu, đó là chuyện rất bình thường, con người mà. Thậm chí một vị tu đó thương một người cư sĩ cũng không có gì tội. Nhưng có điều là, nếu vị tu sĩ đó thấy được rằng cái chí nguyện của mình, ý chí của mình là hơn, thì mình sẽ vượt thắng cái tình cảm đó. Mình tu không phải để biến mình thành cỏ cây sỏi đá vô tình lạnh cảm với tất cả mọi người, không phải vậy. Ở bên Việt Nam á, có một ngôi chùa ngoài Huế có một câu đối như thế này: thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Cái cốt cách của một bậc tiên nhân là thoát tục. Cái người mà sống có nhiều tình cảm, đó là tâm của Phật. Đa tình mà. Nhưng mà cái chữ đa tình là tình thương của Phật vốn rất nhiều,
nhưng mà không có tình thương chiếm hữu. Cho nên đây là mình thương mà mình chỉ âm thầm thôi, chưa bao giờ nói cho vị thầy đó biết mà, thì có gì đâu là quỷ sứ chứ yêu tinh, phải không? Và còn hay nữa là mình có thể mình không nói là vì mình không muốn vị sư đó động lòng, cho nên mình chỉ yêu âm thầm, yêu đơn phương. Nhưng mà mình có yêu đi nữa rồi, một ngày nào đó mình cũng lên đường với cái chí nguyện đó. Cũng như là cái bài thơ quý vị thường nghe vậy đó: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu mà mình thương một cái người đó đó, mình nên hộ trì giúp đỡ cho người đó hoàn tất cái tâm nguyện của họ, cái chí hướng của họ. Người đi tu là người có một cái ước nguyện cao đẹp, thành thử ra mình thương họ, mình nên giúp đỡ cho họ, trợ duyên cho họ trong mọi cách để họ có thể hoàn tất. Mô Phật, cho con xin hỏi hai câu. Một, 37 phần trợ đạo mình cần phải theo thứ tự không? Thưa đại chúng, 37 phần trợ đạo là gì? Tức là 37 cái phần trợ lực cho mình trên con đường tu tập. 37 phần đó như thế nào? Thứ nhất, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mình không cần phải nói theo thứ tự, nhưng mà mình muốn học cái gì cho nó thuộc thì thứ tự vẫn dễ thuộc hơn. 4, 5, 7, 8 nè, tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ như ý túc. Rồi bây giờ tới ngủ nè, ngủ căn, ngủ lực, không có ngủ ly bì, ngủ căn, ngủ lực. Rồi bây giờ tới thất nè, thất bồ đề phần. Rồi bây giờ tới 8 là bát chánh đạo. Tức là mình list một cái lô đó, thứ lớp 4, 5, 7, 8, mình dễ thuộc hơn. Cũng giống như bây giờ 5 cái giới, mình nói sao nó cũng là 5 giới thôi, nhưng mà mình thứ lớp là thật sự bây giờ, thí dụ như mình đảo lên giới thứ nhất là không uống rượu thì cũng được thôi. Tức là khi nói năm thì phải có cái gì nó chịu nó là một, thì cái thứ khác nó mới là hai, vậy thôi. Chứ không có thắc mắc ví dụ tại sao cái giới này là một, giới kia phải là hai, ví dụ vậy. Thứ hai, làm sao ta nhận biết nào là Phật pháp, nào là ngoại đạo? Thưa đại chúng, nếu cái nào nó có từ bi, nó có trí tuệ thì nó là Phật pháp. Hay nói cách khác, nó đủ bốn cái yếu tố của tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, nó là Phật pháp. Phá hoài ví dụ, ví dụ như bây giờ cái người đó người ta thích xin xăm bói quẻ, người ta tới chùa, người ta cứ lắc xăm lên, người ta xin. Giờ đưa mình bàn cái xăm. Nếu như là mình là cái người không thâm hiểu Phật pháp thì mình sẽ nói một hồi là họ lạc luôn, mình lạc, họ lạc luôn. Trời ơi, cái xăm này xấu lắm mà, bây giờ chỉ phải cúng giày, phải cúng giày. Đó là mình hướng dẫn người ta lệch rồi. Giờ xin được cái xăm xấu không? Cái xăm này xấu, và bây giờ á, mình phải cần tu tập. Năm nay là thị phi nha, cho nên ráng nhẫn tập ăn chay, bớt ra đường. Ví dụ vậy, mình hướng dẫn cho người ta.
Cho quý vị nhớ cái câu hồi xưa mà Pháp Hòa hay giải thích không? Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Đó là lời của một vị tổ. Người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Tại sao? Tại vì cái chánh pháp mà lọt vô tai cái ông ta thì ông nói hồi nó cũng lệch. Nhưng mà nếu tà pháp mà lọt vô người chánh thì tà pháp cũng thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Xin thầy cho con hỏi, hai vợ chồng đều xuất gia, nếu một trong hai người bị bệnh, như vậy người kia đến ở để săn sóc, như vậy có phạm giới không? Cái này khó trả lời quá. Thưa đại chúng, thật ra đó, một khi mình đi tu rồi thì nó phải đi theo cái quy định của giới luật. Mình tu ở chùa Nam thì cái chùa Nam đó có trách nhiệm lo cho cái vị xuất gia đó. Bây giờ giả dụ như vị đó chưa hề có gia đình, đi tu từ nhỏ tới lớn đi, rồi ví dụ bệnh ra vợ đâu chăm sóc, phải không? Thì cái chùa cũng phải lo thôi. Thôi bây giờ một khi mình đã cắt ái từ thân thì mình nên sống cho nó riêng biệt. Để chi? Thứ nhất là mình cũng không bị khởi cái tâm, bởi vì dù sao cũng là chồng vợ. Mình tu chưa có thuần, xúc chạm nó vẫn có cái khởi niệm, nó cũng ảnh hưởng đến đường tu tập của mình. Cái thứ hai là chưa nói đến cái nhìn của thế gian thì người ta khó chấp nhận một tăng một ni chăm sóc như vậy. Cho nên là trừ trường hợp mình du di và được sự đồng cảm của mọi người thì cái trường hợp này là ở cái mặt tình cảm giải quyết, chứ còn ở mặt lý thì phải nói như vậy thôi. Mình tu chùa ni thì chùa ni phải lo, mình tu chùa tăng thì chùa tăng phải thích khe. Chứ còn bây giờ mình đặt giả dụ mình không có người thân thì sao đây? Mà thưa đại chúng, thường thường á, cái người tu của chúng ta mà đã có gia đình mà đi tu á, thì mình phải nỗ lực lắm. Tại vì trên cái quá trình tu tập mình xúc chạm và cái gì nó cũng nhắc, nó gợi lại những cái tình cảm, kỷ niệm rất là nhiều. Nó bother mình nhiều lắm mà, phải không? Cho nên là mình nên cẩn thận thì hơn. Con vừa quy y cho người sống, vậy con xin hỏi người đã khuất như thai nhi người thân có quy được không? Dạ được, nếu mình muốn thì mình có thể xin quy hương linh. Đây có một cái câu hỏi về tiếng Anh, thì cái em này có cho cái email để qua trả lời. Con đã quy y được 6 năm nay. Từ ngày con quy y luôn cố gắng giữ gìn năm giới, nhưng giới thứ ba với con thì rất là challenging. Không phải vì con thích love affair, mà vì ông xã con không thích làm chuyện đó lắm. Thì đại khái là cái câu hỏi là còn nữa, nhưng mà thôi mình nhiêu đó mình đủ hiểu rồi. Thưa đại chúng, là cái gì nó cũng do cái sự chuyển hóa. Pháp Hòa ví dụ, có những cái mình thèm ăn mà mình nghĩ rằng mình ăn xong mình hết thèm không? Thì như vậy á, cái quan trọng là cái chuyển hóa từ cái gốc, chứ không phải là
mình thỏa mãn những cái gì mình muốn là được. Cho nên chính ở cái chỗ tu hành là cái chỗ này. Con người vốn ai cũng có dục. Cái chữ dục này không nên hiểu là dâm dục. Chữ dục này nghĩa là sự mong, sự muốn, cái muốn. Thí dụ đói muốn ăn là dục, khát muốn uống là dục, thèm chè, thèm ngọt, vân vân. Đã là con người thì không thoát được cái dục. Nhưng mà cái người tu tập á, thì nó khác hơn một chút là chúng ta tiết dục, đừng để nó trở thành ra tham dục. Dục là muốn, nhưng mà chúng ta muốn cái mà chúng ta không thể làm được, hay là nó hơn cái mình muốn cần, thì cái đó nó khổ mình rồi. Còn người tu, cư sĩ thì chúng ta cần tiết chế để nó không có làm cho mình đau khổ. Đặc biệt là ở những cái phần rất là gọi là tế nhị trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày. Cái điều đó, cái câu hỏi nó không có gì sai. Đó là tại vì không hiểu thì mình muốn đem ra mình hỏi, nó có đi vào cái chuyện phạm giới không? Nếu mình thực hiện là phạm giới. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là làm sao để mình chuyển hóa. Và cái quan trọng là mình chuyển nó, chứ không phải là mình đi theo nó, để gọi là như vậy. Bây giờ ví dụ như bây giờ cái người bệnh nè, thèm chè, mình cho họ ăn chè thì họ tiểu đường sẽ tăng lên và có thể họ chết do cái bệnh đó nữa. Cho nên không phải mình cấm họ ăn là mình ác. Nó như vậy đó. Kính xin Thầy Quang Hỷ giúp cho chúng con hiểu về câu chuyện Mục Liên Thanh Đề có thật hay là nhân gian đặt ra để khuyên người con phải biết lễ nghĩa, thương yêu, chăm sóc cha mẹ. Thưa đại chúng, cái câu chuyện ngày Mục Liên Thanh Đề á, là một câu chuyện được kể trong kinh điển Bắc truyền. Mình cũng không biết sự thật hư, nhưng ở đây mình có thể nói được vài cái ý. Ngày một câu chuyện Mục Liên Thanh Đề là một cái duyên khởi. Nó có cái duyên để nó khởi lên một cái chuyện gọi là an cư kiết hạ gì. Ngài tự tứ chư tăng, các Phật tử thiết lễ cúng dường cầu nguyện cho cha mẹ. Bởi vì câu chuyện ngày Mục Liên cứu mẹ là nói lên cái tấm lòng hiếu thảo. Mà cái đạo lý của người Á Đông của chúng ta là luôn luôn trọng cái sự hiếu thảo. Cho nên câu chuyện đó ra làm cái duyên khởi để mà sướng lên cái đạo hiếu thảo. Cũng giống như á, cái phẩm Phổ Môn 25 ở trong kinh Pháp Hoa đâu phải là cái phẩm Phật nói để dành cho cái chuyện cầu an. Nhưng mà tại vì bây giờ trong cái phẩm đó nó có những câu chuyện như là người nào đi bị nước trôi thì niệm Quan Âm liền tấp vào chỗ cạn, ở trong lửa niệm Quan Âm thì được lửa tắt, người ta hại mình mà mình niệm Quan Âm thì dao nó gãy từng đoạn, đọc trở lại người ta. Ồ, những cái chuyện toàn là cứu khổ không, nó rất phù hợp với cái chuyện mà chúng ta muốn cầu an. Cho nên mới lấy cái phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa ra làm một cái phẩm kinh gọi là kinh cầu an. Hỏi kinh cầu an là kinh gì? Nó tụng phẩm kinh Phổ Môn. Nhưng mà thật sự Phổ Môn không phải là một bản kinh. Phổ Môn là một cái phẩm kinh, một phẩm thôi, trong 28 phẩm ở trong cái quyển kinh gọi là kinh Pháp Hoa. Nhưng mà tại vì cái câu chuyện đó nó trùng hợp với cái ý là mình muốn cầu an. Quý vị hiểu không? Cũng giống như Di Đà, đâu phải Phật nói kinh Di Đà để dành cầu siêu. Nhưng mà tại vì cái chuyện của Đức Phật nói là ai muốn sanh về cõi đó niệm Phật rồi này kia kia nọ, thì nó phù hợp với cái chuyện là chúng ta bỏ thế giới này, chúng ta muốn sanh thế giới kia, thì đem cái kinh Di Đà ra phối hợp vô cái nghi lễ đó thôi, chứ đâu phải mục đích Đức Phật nói đó để cầu siêu đâu. Thì cũng như thế, cái gì nó cũng có cái duyên khởi để nó dẫn đến một cái vấn đề mà do người sau chúng ta làm thành để nó có cái hệ thống. Như là nãy Pháp Hòa nói, mình có thể học câu chuyện là cứu mẹ,
bằng con mắt thần thông của mình. Và chúng ta sẽ thấy rằng xung quanh này còn rất nhiều đau khổ và cần cặp mắt mình để ý quan tâm. Thật sự nhiều khi người ta rất là vui, nếu mình quan tâm tới người ta dù một chút người ta vẫn vui. Thôi đừng nói gì tới chuyện nhỏ thôi nha. Pháp Hòa mà gặp Phật tử nào hay nói thầy con nhớ con không, mà nếu mà thật sự mà nhớ và nó dạ nhớ là mình thấy Phật tử đó vui liền. Mà lỡ nó dạ nhìn quen quen mà không nhớ có nhiều khi vậy sao nhớ. Đi tới đâu Pháp Hòa cũng đứng chết trân vậy nè, bên hông nhảy vô chụp ra, chụp rồi đi ra. 3 năm sau gặp thầy nhớ con không, con chụp hình với thầy á. Pháp Hòa chỉ đứng vậy chứ Hòa đâu có ngó bác này là ai, cô này là ai. Cho nên trong cái tâm lý mình nhớ họ là tự nhiên họ vui, có phải không? Cho nên cái này trong Phật pháp cái gì nó cũng có cái duyên khởi, cũng giống như ở ngạ cái diện mà cúng cô hồn đó, đặc biệt cúng cô hồn là tại vì ngạ A Nan nằm chiêm bao thấy ngạ quỷ tới đòi ăn, rồi ngài mới thưa với Phật, Phật mới dạy cho cái pháp cúng đó. Vì vậy mà trong cái nghi thức cúng cô hồn mới để tên ngạ A Nan vô để tụng đó, Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Rồi cũng như là tại sao trong cái lễ trai tăng mà hay niệm Nam Mô Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả, tại vì ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà đó là ngài phát nguyện nơi nào có thiết trai cúng dường là ngài đến đó để ngài chứng trai, ngài gia hộ. Cho nên trong các buổi cúng trai tăng niệm danh hiệu của ngài, không phải nói như vậy đó, thì tất cả đều nó có cái duyên để nó khởi một cái giao ly. Kính bạch thầy, có một Phật tử này đi nhờ xe một người, nhưng người có xe muốn đi về mà hai Nguyễn Thị Chi và Trương Xương Mộc đang xin quy y phải chờ lấy sổ quy y. Vậy thầy có thể giúp hai người này có sổ quy ngay để đi về không? Thích thì chịu. Thôi ai giữ sổ xin ra ngoài cửa đó rồi đọc giùm. Đi theo lấy tên rồi. Kính thưa thầy, xin thầy giải thích giác ngộ là gì, giải thoát là gì và lớp là gì. Thưa đại chúng, cái chữ giác ngộ á, chữ giác á là mình tỉnh thức, chữ ngộ là mình nhận ra được mọi thứ. Mình nhận ra mọi thứ cho nên mình tỉnh hết tất cả, gọi là giác ngộ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ chữ giác ngộ nha. Khi mình tu tập, mình có cái sự an lạc như thế nào mình không thể giải thích. Cũng giống như mình ăn sầu riêng, mình nói cho người khác biết sầu riêng nó béo như chao, nó hôi như chao, nó như cái nào mà nó như không à, mà mình không nói được sầu riêng là gì. Người đó muốn biết sầu riêng là gì, người đó ném một miếng chấm hết, tự họ hiểu sầu riêng là gì mà không thể giải thích. Thì sự giác ngộ của mỗi người cũng vậy, tỉnh giác đây là không thể giải thích tôi tỉnh cái gì. Nhưng mà tạm nói nè, giác ngộ là gì? Giác ngộ là khi chúng ta thấu đáo được hết tất cả mọi cái pháp của thế gian này. Mà chúng ta thấu đáo cái gì về thế gian này, mọi pháp thế gian này? Cái lý duyên sinh của mọi pháp. Pháp Hòa ví dụ, cái hoa này nếu cái người giác ngộ mà nhìn á, là nhìn biết rằng hoa này là duyên sinh tạm có, đất nè, nước nè, nó tạo nên cái hoa hồng, chứ còn bản thân hoa hồng không có thật, duyên sinh thôi, có đất,
có nước, có mây, có mặt trời, có bao nhiêu những cái duyên khác nó duyên vô để có được trái hoa. Cho nên á, nhìn trái hoa thấy được cái duyên kết nó, và thấy được cái bản chất của nó là duyên sinh giả có, không có thật. Cho nên bây giờ nè, cái nắp này nè, nhìn cái nắp này vẫn thấy được cái tính duyên sinh của nó, là do đất, lửa, nước, gió, kiến. Kiến là cái ý kiến của cái người tạo ra cái nắp này. Nó, cái người đó muốn nó ra làm sao, nắng rồi này này. Bây giờ thấy được cái duyên của nó phải không? Rớt xuống bể, không có khổ. Tôi biết rồi, tôi biết được cái duyên sinh của nó là giả có, cho nên nó không bể bây giờ thì nó cũng bể trong tương lai. Người đó thấy được tất cả các pháp duyên sinh giả có, cho nên không có cái gì mà để cho họ khổ đau dính mắc. Người đó gọi là giác ngộ. Thế thì Đức Phật của chúng ta, Ngài giác ngộ dưới cây Bồ Đề đó, Ngài giác ngộ cái gì đó, mình hay nói đó, Đức Phật thành đạo, thành Phật. Ngài thành Phật là thành cái gì? Đơn giản thôi, Ngài thấy được tất cả mọi duyên sinh của vạn pháp, và Ngài thấy được luôn cái nhân quả của tất cả sự việc. Cho nên không có gì mà không thấy rõ. Ví dụ như ha, mình bước vô cái mình nói chị lại đây nè, cái thằng này tự nhiên nó nắm cổ người ta nó đánh nè. Cái mình nhìn kỹ nó, ôi không phải tự nhiên đâu chị ơi, hai đứa này tôi biết, nó quen nhau ở bên Việt Nam á, rồi nó đi vượt biên, nó giật tiền nhau rồi qua tới đây, rồi nó đánh lộn, rồi nó thưa gỡ nhau, nó ân quán tới. Cái người ta rõ biết tất cả những cái nguyên do nào vậy thì người ta không có thắc mắc là tại sao hai người này đánh lộn nữa. Tại vì họ biết rồi. Thì cũng giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật nhìn tất cả các pháp, và Đức Phật tỉnh giác thấy rõ tất cả mọi cái duyên sinh của nó, gọi là giác ngộ. Rồi bây giờ giải thoát. Thế gian nó có hai từ, một là tự do, hai là giải thoát. Tự do là gì? Là khi mà ai đó nhốt mình, trói mình, ràng buộc mình muốn có cái khuynh hướng là mình muốn đi tìm khỏi cái sự ràng buộc đó, mình gọi là tự do. Cái đó là thuộc về hình tướng vật chất. Nhưng mà giải thoát á, nó không phải ở hình tướng, mà giải thoát nó nói về cái nội tâm. Thí dụ cái người đó ở tù, nhưng tâm họ không hề bị khổ đau vì cái sự ở tù của họ, thì họ là giải thoát. Cũng giống như mình sống ở cõi ta bà mà không khổ đau về tất cả mọi hiện tượng sinh lão bệnh tử của cõi ta bà này, thì chúng ta là người giải thoát. Tâm mình hiểu rồi, thoát mọi ràng buộc. Cho nên tự do là vì mình nghĩ rằng có ai đó ngăn cản mình. Còn giải thoát là tự tâm mình. Giải thoát nó có ba cái vấn đề giải thoát. Một là hoàn cảnh giải thoát, hai là tự tâm mình giải thoát, ba là hoàn toàn giải thoát. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài tự do hay giải thoát. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Tổ Đạt Ma đó, nhị tổ Huệ Khả đến gặp Ngài, nơi bạch Thầy, xin Thầy hãy an tâm cho con vì tâm con bất an. Ngài Đạt Ma mới nói, ông đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì Ngài Huệ Khả mới ngồi yên để đi tìm cái tâm bất an. Mà khi mà ngồi yên rồi thì tâm còn bất an không? Không. Ngài mới nói, dạ bạch Thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì Ngài Đạt Ma mới trả lời, vậy là tôi đã an tâm cho ông rồi. Giải thoát đó, đâu có ai cột ràng gì đâu. Rồi có một người đệ tử khác đến gặp một vị tổ đó, và bạch Thầy, xin Thầy hãy giải thoát cho con. Thì vị hòa thượng đáp, ai trói ông? Nói, dạ không ai trói ông con hết. Vậy thì ông cần gì giải thoát? Giải thoát là cái không thoát khỏi mọi cái ràng buộc hình tướng của thế gian. Còn bây giờ nói love là một cái danh từ chung, cũng giống như mình nói thương yêu vậy đó. Thương là gì?
Thương là mình nghĩ đơn giản là biểu lộ, đem bông cho nước uống, chăm sóc vậy đó. Nhưng mà thật sự cái thương đó nó chưa đủ nghĩa. Cái thương là phải có hiểu. Trong cái thương nó phải có cái chất liệu có hiểu thì cái thương nó mới trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó quá, mình cứ đem cho cái người đó ăn một cái món mà người đó lúc nào cũng ráng ăn mà chưa bao giờ nói cho mình biết là người đó ăn không nổi. Người đó không biết ăn cái món đó mà người đó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà ăn thôi. Rồi cái khi mà bơ một ngày nào đó cái người đó họ nói cho mình biết là họ ăn không được, cái mình nói trời ơi bộ tôi khùng sao tôi cho ăn, tôi thương tôi mới cho ăn chứ bộ. Thì thật ra mình thương, nhưng mà trong cái thương mình không có hiểu. Thì mình càng thương người đó thì người đó bị thương, chứ không phải là được thương. Cho nên thương là love. Mà trong cái thương đó, đó nó phải có cái chất liệu của hiểu thì mới gọi là thương. Còn thương mà không hiểu thì không, cái thương này nó chưa trọn. Thưa Thầy, con đọc kinh Viên Giác mà không hiểu, có phải tính Viên Giác là tính bình đẳng không? Mà không hiểu thì sao hỏi được bình đẳng không? Thưa đại chúng, kinh Viên Giác là một bộ kinh Đại Thừa. Viên Giác là nói về cái tánh giác viên tròn của mỗi người. Và cái tánh giác viên tròn này do đâu mà có? Do chúng ta thấy tất cả đều là huyễn. Huyễn là gì? Là giả. Ví dụ như á, quý vị thấy người ta đóng cải lương, trời ơi trong đó đóng xong khóc, cái mình ngồi ngoài này mình cũng kéo giấy mình khóc theo. Là tại vì sao? Mình tưởng thiệt. Nhưng mà khi mình giật mình mới nói trời ơi tôi đang coi cải lương mà khóc cái gì, thì hết khóc ngay nơi đó luôn. Hồi nãy khóc, bây giờ hết khóc. Thì cái đó gọi là gì? Ly huyễn. À, tri huyễn tức ly. Tri là biết, huyễn là giả. Biết giả liền ly, người lìa là giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Như vậy thì cái người mà chứng được cái kinh Viên Giác là chứng gì? Ly huyễn, như huyễn tam ma đề. Thấy tất cả mọi pháp đều là huyễn, ngay cả những lời nói thương yêu. Tại vì bây giờ còn thương yêu nhau, còn muốn vui vẻ nhau, cho nên nói vô số những lời dễ thương. Tới hồi mà giận nhau, ghét nhau rồi là những chữ đó nó đi đâu mất tiêu hết. Nó lúc đó nó theo cái bài hát là tình đã vụt bay, nó đi theo Thúy đã đi rồi. Tại sao? Thật ra thì cho nên á, cái người giác ngộ á, là họ nghe cái gì á, họ cũng hiểu hết trơn á, nhưng mà họ không có dính gì hết trơn á. Tại vì họ chứng được cái viên giác diệu tâm, họ chứng được rồi. Ôi, tất cả đều là huyễn hết. Thí dụ người ta gặp mình, chị, em mới nghe nói chị có tin vui, em chia vui với chị nghe. Người ta dám chia không? Chuyện vui người ta mà sao ta chia được. Nhưng mình gặp cái anh kia, anh, em mới nghe anh có chuyện buồn, em xin chia buồn với anh nghe. Ta chia dám lấy không? Nói thôi. Nói thôi. Thật ra trong cuộc sống thì phải nói vậy thôi, nói gì nữa. Nhưng mà cái người giác ngộ, ta nghe thí dụ thôi, ta nghe vậy xong ta dạ cảm ơn được xong rồi, mai mốt mà có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta có thay lòng đổi dạ, ta không có gì buồn vui, ta biết à. Tất cả đều là vậy hết. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư trước khi Ngài mất, Ngài để lại bài kệ nè. Xin lỗi Ngài Mãn Giác, Ngài Thiền Sư Việt Nam. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi.
trước mắt của tôi mọi việc nó cứ đi trôi trôi vậy đó. Và tôi tóc cũng đã phai màu. Cuộc đời là vậy đó, việc thì cứ trôi, tóc thì cứ bạc, da thì cứ nhăn, chân thì cứ yếu, răng thì cứ rụng. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Hồi sáng này gặp cô Phật tử ngay cửa mà cả chục năm nay rồi mới gặp lại. Cô nói trời ơi, thầy nhìn không có thay đổi gì y chang à. Không, còn nói vậy là hồi xưa già trước rồi. 10 năm trước mình mới 30, 10 năm sau 40 mà bảo là đáng già. Mà nó là trời ơi, nhìn thầy y chang như hồi trước à. Nghĩa là già đã, 10 năm trước đã già. Cho nên đừng có nghe. Mà nếu có nghe là nghe trời thôi. Trúc sinh trúc mọc đầu đình, em xin em đứng một mình cũng xin. Trời, nghe vậy cái cầm vạt áo lên vân vê. Anh này kỳ quá. Nhưng mà nếu mà nghe kỹ chút nữa coi, tại sao anh nói vậy? Tại em đứng có một mình mà, có ai đâu mà so sánh. Ôi cha, vậy mà cũng nghe ngọt ngào. Ly mình tri nó là huyễn, là mình lìa tất cả. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mình ly được cái huyễn là giác. Vậy thì định nghĩa chữ giác là vậy. Cái gì là giác? Vì thấy tất cả đều là huyễn. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa học một câu kinh Kim Cang mà để giúp cho Pháp Hòa sống mà bình an được là gì? Cái câu trong kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Ở đời này cái gì nó có tướng, nó đều là giả hết. Học cái câu đó đỡ khổ mình lắm. Thời cái gì nó đến với mình á, mình nhận chứ không phải nó thôi tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, thấy không? Bây giờ tôi chẳng còn yêu. Bây giờ tôi chẳng còn tin, vì trong nhân gian làm gì có kẻ chung tình. Chứ mình vẫn bình thường, có thì mình ăn, hết thì thôi, bình thường vậy đó. Mà cho dù mình có ăn ngon cỡ nào, cái ngon đó nó làm sao? Nó qua khỏi cuống họng thì cái chữ ngon đó không còn, chữ thơm nó không còn. Hồi nãy để trên bàn nhìn gấp dành, ai đó để miệng nhả, ôi của chị hả, xin lỗi nha. Dám lấy không? Không. Đó, chỉ một chút vậy thôi à. Hồi nãy là mình nghĩ của mình đó, mà người ta lỡ người ta để, người ta nhả ra, đưa lại, không hề lấy. Biết rõ nó rồi, ly huyễn, ly huyễn. Cho người giác ngộ là chứng được cái thiền định, thấy tất cả là huyễn. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình bi quan. Đạo Phật nhìn cái gì cũng như vậy nha. Nhìn như vậy để làm chi? Để sống bình an. Đây cái iPhone đó, quý vị có cái iPhone đó, nhớ là tuổi thọ của mình là limit, còn nó là unlimited. Từ một cái cùi bắp mà lên tới số 5, rồi số 6, rồi số 7, số 8, rồi vô số 10. 10 năm nữa nó 20, mà lúc đó mình 80 rồi, 90 rồi. Mình là limit, còn technology là unlimited. Chạy theo nó nói không? Đi mua một cái thiệt là mắc tiền, rất là nhiều function, mà về xài được có hai thứ thôi. Alo. Bấm tắt vậy thôi. Vậy mà mua một cái mấy trăm cả ngàn. Hỏi bác biết xài không? Bác không biết gì hết con. Thậm chí đi nghe giảng mà người ta yêu cầu là tắt phone, tắt rồi. Lát nó reo cầm lên bụp tắt, ủa sao reo nữa? Tội nghiệp bác con. Mà con bác nó chỉ bác con chỗ rồi, alo. Cho nên bây giờ á, Pháp Hòa hay đùa nè, mình có amen, A Di Đà, A La, mà không có cái tín đồ nào đông bằng alo hết. Đạo nào cũng đông tín đồ bằng cái đạo alo hết. Một đứa con nít bây giờ nó cũng có cái phone.
Và quý vị phải thấy rằng á, cái phone nó đó, nó là tạm có để xài thôi. Rớt là bể là hư, rớt xuống nước là hư, giận đập là hư, vân vân. Thậm chí ai đó quên bấm một cái nút gì, nó có thể xóa hết tài liệu trong đó. Không có cái gì bảo đảm hết. Ngày xưa có được cái băng cassette mà nghe pháp là thấy hết sảy không? Từ từ qua tới cái CD, phải không? Hồi đó có nhớ ai mà có cái quát mình á, cầm bỏ một túi mà có cái CD bự, dện hai cục hai bên đi ra đường. Trời ơi nhìn nó khua lắm. Và đứa nào mà nó dện cục vô mà nó lắc lắc vậy đó. Ôi thằng đó nó hot ghê. Bây giờ hết rồi, cái cục đó không còn nữa, giờ nó còn chút nị gắn đây. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái hại điện của nó. Đó bây giờ hồi xưa là alo, bắt phone lên cầm nghe, bây giờ nghe vậy là phải trả tiền, bị phạt. Bây giờ phải gắn vô luôn cái điện gì, cái xe, gắn xe. Người ta phone vô cái bấm lên cái báo cho người khác biết để đừng nói bậy nghe. You on speaker. Bắt lên không alo mà báo cho người đó biết á, tôi đang mở anh lớn lên nghe, nói cẩn thận. Xi nhan hết trơn á. Đó. Mình có được cái tánh cái giác ngộ là viên giác, là cái giác ngộ tròn đầy, thấy hết tất cả mọi pháp mọi hiện tượng mà không có gì lầm lẫn hết. Xin lỗi, bây giờ mình nhìn một cái người già mà đổi tánh nó cũng là bình thường nha. Già mà không đổi tánh mới nguy. Đó. Rồi bây giờ cái người mà người ta trời ơi má tôi bây giờ bực bội ghê, bà già bà đổi tánh. Biết nói đổi tánh tại sao bực. Phải ly cái đó. Liên giác liền. Ồ già là phải đổi tánh. Cũng giống như giàu mình đổi tướng. Cuộc đời là nó vậy, cho nên thấy hết, mình thấy hết, cho nên rồi cái gì mình cũng ly được hết, huyễn hết. Ủa sao mới có 4 giờ hà? Thưa thầy, thầy có khỏe không? Bây giờ gặp Pháp Hòa đừng hỏi câu này nữa. Hỏi thưa thầy, thầy có bệnh không? Con muốn hỏi thầy, con sang đây được 3 năm. Con cố gắng học tiếng Anh để hòa nhập. Nhưng mỗi lần con học tiếng Anh là con bị buồn ngủ. Con xin thầy giải nghĩa cho con biết tại sao. Trời đất ơi. Em hứa em sẽ trả lời câu này ngày em lên trển ngồi. Học tiếng Anh mà buồn ngủ mà hỏi là sao? Bây giờ mình hiện kiểm lại coi mình khi trước khi mà mình buồn ngủ là tại mình ngủ không đủ, hay là mình ăn quá no, hay là như cái hoàn cảnh xung quanh mình nó quá nóng nực. Nói chung là nó có nhiều cái vấn đề. Ăn no là một cái khổ. Tại vì hễ mà căng da bụng là trùng da mắt. Cái bao tử của mình nó ăn thông với cái dây mắt. Hễ mà cái bao tử nó nặng cái nó rị xuống. Ôi cha. Em hồi chiều giờ là em muốn phá đó, quay phá đó. Là em sẽ cho ngồi thiền. Chừng đó em sẽ biết ai đang căng da bụng trùng da mắt. Nãy giờ mà ngồi nghe pháp chứ cũng có nhiều người nhập định rồi đó. Nhập định mà lâu lâu nhướng nhướng lên đó. Mà nhướng nhướng không phải là nhướng nhướng là buồn ngủ, nhướng nhướng coi còn nhiều hay ít.
Khi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thường là cầu nguyện cứu khổ cứu nạn. Con hiểu căn bản của đạo Phật là tin sâu nhân quả, trên đời này không có chuyện gì khi không mà xảy ra. Nhưng trên đời này có những mầu nhiệm do mầu nhiệm nguyện linh ứng ngoài sự hiểu biết của con người. Vậy linh ứng của cầu nguyện có ngược lại nhân quả không? Dạ thưa quý vị hiểu các câu hỏi ha. Không có ngược. Nhân quả vẫn là nhân quả. Còn cái sự linh ứng á, nó không phải ở một chiều, mà nó phải đến bằng hai phương. Cái tâm mình phải thành thì việc nó mới ứng. Người ta gọi là hữu cảm giai thông. Cảm mới thông, gọi là thông cảm đó. Mình có cảm mới có thông, và có cảm mới có ứng. Cho nên nếu mà Đức Bồ Tát Quan Âm thật sự có ứng với mình á, để cho mình biết rằng hễ mình thành tâm là được, thì thế thì nhân quả cũng thế. Mình thành tâm là nhân, cái ứng là quả, thì cái này không ngược nhân quả, mà nó xác định cho mình nhân quả là có thật. Anh thành tâm là sẽ ứng. Như vậy thì anh mà làm cái điều xấu đó vẫn phải trả. Bây giờ cái ứng này để làm gì? Để cho chúng ta có một niềm tin là trả nghiệp nhưng mà gieo nhân lành. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình lỡ trồng 5 cái cây trong cái vườn của mình, mà bây giờ nó nhảy nó làm hư đất hết, vừa phải nhổ bên này, nhưng mặt khác biết nó rồi, biết cái cặn, cái cội rễ của cái cây này là không thể trồng như thế này được. Bên này mình vẫn trồng, trồng thứ khác mà nó tốt hơn, kinh nghiệm hơn. Cho nên ở mặt nhân quả vẫn trả, nhưng mà mặt tu vẫn không thiếu. Cho nên quý vị thấy các người tu không? Bệnh tật đủ thứ là trả nghiệp, nhưng không vì bệnh tật mà không tiếp tục gieo nhân lành. Pháp Hòa có biết một ni sư ung thư 30 năm rồi mà chưa chết. Quý vị tại sao không? Ni sư phát nguyện, nơi nào có ai tu học, tôi tới đó nấu cúng dường. Nấu bằng cả tâm thành của mình, không nệ hà cực khổ, không rên rỉ than van. Mà bây giờ ung thư vẫn còn đó mà không làm gì được sư hết. Đi đây đi kia nấu nướng cho đại chúng. Vậy thì ở cái mặt mà tích cực, mình đừng có hiểu nhân quả chỉ là cái mặt tiêu cực. Nhân quả là một danh từ chung để chỉ cho tất cả mọi hiện tượng. Nếu chúng ta tạo lành là nhân thì quả lành sẽ có, thì nhân lành quả lành vẫn là nhân quả. Nếu chúng ta đều làm điều xấu gặp quả xấu cũng vẫn là nhân quả. Nhưng mà đa số chúng ta hiểu nhân quả một chiều à. Nghe chữ nhân quả là sợ lắm. Ủa, nếu Pháp Hòa không chịu khó tu hành học tập thì làm gì, không gieo cái nhân Phật Pháp thì làm gì có cái quả là ngày nay có thể đi đây đi kia để nói được. Như vậy thì nhìn Pháp Hòa là vẫn thấy nhân quả của sự tu tập vậy. Bây giờ quý vị thuộc kinh là nhờ là quả, nhờ cái nhân là 10 năm trước chịu ngồi học kinh. Cái chú này bây giờ thành bác sĩ là quả, 6 năm trước, 10 năm trước đi học là nhân. Như vậy thì nhân quả đâu chỉ có nghĩa là xấu đâu. Vậy thì bây giờ mình thành tâm, mình cầu nguyện thì cái quả lành nó vẫn có mặt chứ. Nhưng mà cái điều này nó phải đòi hỏi tới cái phước đức thiện căn của mình, chứ không phải bình thường. Cũng giống như á, quý vị thấy á, 1000 ca mổ mà bác sĩ nói là 1% mới gặp mà cái trục trặc là mổ không thành công, vậy mà vẫn có những người rơi vào cái ca mổ 1000 người, 1% mổ không thành công, có không? Có. Pháp Hòa đã gặp rất nhiều những người như vậy. Bác sĩ nó yên tâm, 1000 người mới bị một người, nghĩa là chỉ có 1% mà rất xui rủi, cái vị đó lại rớt vô cái 1% đó. Cuộc đời này không có cái gì mà không có. Vậy thì sự cầu nguyện của chúng ta có, mà nó đòi hỏi ở cái sự tâm thành phước đức của mình. Cũng giống như á, Pháp Hòa không khỏe, mà quý vị có cho ăn cái gì mà quý vị gọi là ngon nhất trên đời mà cái cơ thể Pháp Hòa nó không tiếp nhận được, thì Pháp Hòa thiếu phước cái phần đó.
quý vị cho món khác ăn được mà ăn món đó, ví dụ vậy. Cho nên cái phước nó cũng từng phần, mình thành tâm thì sẽ có được cái quả thôi, không có sai nhân quả. Nhưng mình cầu nguyện mà có linh ứng để làm gì? Để cho niềm tin của mình càng vững chắc hơn trên đạo lý nhân quả nữa, chứ không có gì phản lại với nhân quả. Dạ con xin bạch thầy, mẹ con đạo Phật, con cũng đạo Phật, con biết được phải làm gì cho mẹ trước lúc lâm chung. Còn ba con đạo Công giáo, khi ba con lâm chung con cũng biết làm gì nữa. Ba con lâm chung con cũng biết làm gì nữa. Vậy thì hay quá rồi, bên nào mình cũng biết hết. Thật sự ra đó, quý vị đừng có bị kẹt vào cái hình tướng đạo giáo. Cái người khi sắp mất đó, họ không phải cần mấy cái hình tướng đạo giáo đó đâu, mà họ cần cái niệm an lành. Ví dụ như cái người sắp mất, đừng có đem hai cái đạo giáo vô tranh cãi. Ổng là gốc đạo Phật hay là gốc đạo Chúa, cái đó nó chỉ làm người ta thêm bận tâm và khổ đau, rắc rối thêm lúc mất thôi, nó không có giải quyết được gì cho người mất hết á. Mà cái quan trọng là quý vị cho cái người sắp mất được cái năng lượng bình an để họ ra đi, rồi tùy theo cái nghiệp họ sanh về cảnh giới lành. Chứ không phải mình vô mình tụng cái họ đi theo mình đâu. Thí dụ bây giờ người đó đạo Phật 50 năm, bây giờ mình vô tụng bài kinh Chúa xong họ chết, nó rồi Chúa rước rồi đó, không bảo đảm. Bây giờ ngược lại cái người đó đạo Chúa 50 năm, bây giờ mình đem một bài kinh Di Đà cho mình tụng, người đó đi, nơi Di Đà rước rồi đó, không phải. Tại vì cái tâm của họ hàng ngày họ hướng về đâu, thì khi mà họ đi, nó mới, cái đó mới đủ mạnh nó kéo họ, chứ đâu phải mình đẩy cho họ đi. Ví dụ một cái cây nè, bình thường nó đã nghiêng về đây rồi, thì quý vị cưa nó xuống thì nó phải ngã về đây thôi, chứ làm sao nó ngã ngược lại được. Cho nên cái quan trọng là hằng ngày chúng ta sống, cái tâm thức chúng ta hướng về đâu. Còn khi mà chúng ta sắp mất á, người thân mà tới phụ trợ cho mình á, chỉ là hộ niệm, đẩy nhẹ nhẹ trợ duyên cho mình thôi, chứ còn chính là nghiệp lực phước báo của mình nó đưa mình đi đâu. Bạch thầy, nhà bạn con có con chuột bị mắc bẫy, con nghe chuột kêu thảm thiết, vậy con có nên giết cho bớt đau đớn không thầy? Rất là dễ thương. Con có bị tội bị nghiệp không? Con cảm ơn thầy chỉ bảo. Thật ra đó, khi mà cái con chuột mà nó bị bẫy, nó chết rồi, nó sắp chết rồi, cái tâm niệm mà cái người mà gài bẫy nó đó với cái tâm niệm của mình nó khác à. Cái tâm niệm là đầu tiên là người ta ghét nó, người ta muốn gài bẫy cho nó chết. Còn giờ mình thấy nó đau đớn kêu thảm thiết và mình muốn giúp cho nó chết. Phong Hòa không suối nha. Nhưng mà cái vấn đề là hai cái tâm niệm cũng giống như mình đánh một cái người đó, một cái tâm niệm là đánh vì sân si mà giận tức mà đánh, một cái tâm niệm vì thương mà cảnh tỉnh cho nó. Cho nên là ở đây á, nó tùy theo cái tâm niệm của mình, không có gì đúng hay sai. Quan trọng là cái tâm niệm của mình khi mình khởi tâm nó, mình khởi bằng cái tâm gì. Bây giờ thật sự nó vô cái bẫy là nó chết rồi, chắc chắn nó sẽ chết rồi. Giờ mình thấy nó vậy tội nghiệp quá, mình mang nó ra khỏi cái bẫy đó để cho nó chết từ từ. Chứ cô cũng cần làm cái bụp cho nó chết luôn, tại vì trước sau nó cũng chết. Thật sự ra mình cái tâm tốt, nhưng mà cái hành động của mình đó, nó sẽ ám ảnh mình. Cho nên không cần phải làm gì đó. Nó đã vô cái bẫy mà Pháp Hòa biết cái bẫy đó, nó chết đó, là nó sẽ chết. Mình nghe nó kêu.
Và mình đừng nghĩ nó kêu thảm thiết rồi phải kiếm cách. Thí dụ bây giờ một con người họ nằm trên giường bệnh, nó kêu thảm thiết quá, không lẽ mình vô mình nói thôi nằm thảm thiết quá để tôi giúp cho. Mình cho một chưởng. Thật sự là cái tâm mình có thể là tốt, nhưng mà cái hành động đó nó không có làm cho mình an. Đừng khỏi cần làm. Con có đọc chú cầu nguyện cho thầy bớt đau cổ họng. Bây giờ không biết ai thôi xá ba hướng. Mấy vị Phật tử đó đâu, cảm ơn. Con có đọc chú cầu nguyện cho thầy bớt đau cổ họng, xin hỏi thầy có bớt chút nào không? Đó hỏi thì đây xin thưa, em đây cổ họng đau vừa để nói tiếp. Thật sự ra nãy giờ nó có bớt nhiều lắm, mà Pháp Hòa cũng hơi ngạc nhiên. Trong khi nói thì cũng có hơi suy nghĩ, nó ủa sao giờ mình thấy mình bớt đau. Thì ra có ai đang âm thầm giúp mình. Chủ vô như nãy nó âm thầm thương một thầy nữa. Cảm ơn nhiều lắm. Thật sự ra quý vị biết không, dù quý vị có đọc mà Pháp Hòa không hết đau, quý Pháp Hòa vẫn cảm ơn như thường. Và quý vị đang gửi cái năng lượng an lành đó, cái sự linh hay không phải bài chú, mà cái tâm niệm an lành của cái người đó gửi hết cái tình thương cho cái người đó. Cho nên mình đi thăm bệnh á, mình vô mình cầm tay người bệnh á, là mình đang gửi cái năng lượng của an lành của mình cho họ đó. Hay là cái người mà người ta bệnh mình cầm thuốc cho uống á, là mình gửi năng lượng của đó. Đừng có nghĩ lung tung. Ví dụ như bây giờ cái người đó bệnh, quý vị cầm thuốc lên này. Quý vị, một là quý vị nhắm mắt, hai là quý vị thành tâm nguyện cho người bệnh uống thuốc này sớm được lành bệnh. Thay vì mình nghĩ lung tung, mình đem hết cái tâm lực của mình bằng cả cái lòng thương của mình vô cái viên thuốc đó. Cái trường hợp đó nhà Phật gọi là chú nguyện. Chú nguyện. Cho nên quý vị mà đưa chuỗi cho thầy cầm, nó hỏi thầy chú gì đâu, chú gì đâu. Nguyện cho Phật tử đeo sâu chuỗi này tâm bồ đề tăng trưởng, thân tâm an tịnh. Cho nên quý vị đều chú được hết. Nhưng mà quý vị thường tin là một vị thầy tu, một sư cô có sự thanh tịnh, có tu hành, thì cái năng lượng của quý vị nó nhiều, mình xin. Nhưng mà Pháp Hòa cũng xin thưa thật là Pháp Hòa chú nguyện đơn giản. Tới nhà ai mà xá Phật á, Pháp Hòa cũng đều cầu nguyện. Nguyện cho gia đình Phật tử thân tâm an lạc, tâm bồ đề tăng trưởng. Đó là một hình thức chú nguyện của mình. Trong cái tâm mình chắp tay mình xá vậy đó. Cho nên ai mình cũng có thể gửi năng lượng được. Bây giờ quý vị đi đám tang người đạo Chúa, quý vị vẫn cầu nguyện được chưa thưa? Xin cầu nguyện cho bác đi theo cái con đường thiện lành mà bác đang theo. Ngược lại một người đạo Chúa tới người đạo Phật cũng vẫn cầu nguyện được chưa thưa? Xin cầu nguyện cho bác đi theo cái năng lượng an lành của bác. Bởi vì cái ngôn ngữ tình thương đó nó không có bị hạn hẹp bởi tôn giáo. Cái ngôn ngữ tình thương nó xuất phát từ trái tim, và trái tim nào nó cũng giống nhau. Cho quý vị đừng có bị cái đó nó làm khổ mình, nó làm khó khăn mình. Để hồi nãy quý vị, ví dụ quý vị nó ngồi dưới đó mà tụng chú và không biết chú gì, không nói. Nhưng mà thí dụ bây giờ quý vị chú đó lên không biết, nhưng mà Hoàng tin chắc rằng cái tình thương quý vị đã linh rồi đó. Cái năng lượng tình thương nó là lên. Cho nên có tình thương là mình sẽ chuyển hóa tất cả. Mình phải tin cái đó. Cuộc đời này mà lấy lòng từ bi, lấy tình thương ra là mình sẽ chuyển hóa được rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Con kính chào thầy và chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe để giúp cho đạo và đời được tốt hơn. Thưa thầy, con có một cháu trai 11 tuổi, ở trường cháu ngoan và học giỏi, luôn giúp thầy cô nếu khi cần, và nhiều năm qua
cháu chỉ có một bạn thân duy nhất. Cháu rất mắc cỡ, khi ở nhà cháu rất hay bờ, nóng tính và luôn trả lời với cha mẹ. Đôi khi cháu làm sai và không chịu nhìn nhận là sai để sửa sai. Nhưng có lúc cháu rất ngoan, con rất lo khi cháu lớn lên và ra đời nếu tính nóng như vậy là không tốt. Xin thầy cho con lời khuyên phải làm gì cho cháu thay đổi. Thưa đại chúng, khi mà mình nuôi con á, mình không phải nuôi con bằng cơm áo mỗi ngày. Trong cái đó nó chỉ mới có phần dưỡng thôi, còn cái kế tiếp là phần giáo. Cho nên cái giáo là dạy, cái dưỡng là nuôi. Mình cho nó ăn là mình mới dưỡng thôi. Và nếu chị nói phương diện dưỡng thì cũng hai phần: vật chất là cuộc sống, tinh thần là cách sống của nó. Thì cái này nó không có cái gì ngoài cái chuyện là mỗi lần nó nóng giận thì mình phải đem cái lòng từ của mình đến, mình nói chuyện với nó, mà không có nên hét lại nó, không có nên chống lại nó. Tại vì mình chỉ tăng trưởng cái violence, cái hyper, cái nóng nảy ở trong nó thôi, không có work. Hoặc là ngược lại á, mình để cho nó nóng xong rồi, khi nó nguội nó yên lại, mình nói cho nó nghe cái đạo lý, cái phải quay. Pháp Hòa thường nói với mấy đứa nhỏ đó: mấy đứa đừng có bao giờ buồn khi mà thầy nói rồi thầy đem, đừng có nghĩ rằng thầy đem cái tài của thầy ra so với mấy đứa. Thầy không bao giờ có ý đó. Mà cái Pháp Hòa muốn dạy mấy chú á, mấy em nhỏ mà sống là cái cách sống, chứ không phải là tài năng. Mình có tài mà mình không có cách sống thì cái tài đó cũng hại mình. Mình rất là dở nhưng mình có cách sống thì cách sống nó nuôi mình cả đời, nó giúp mình cả đời. Cho nên bây giờ về cái mặt tâm linh nè, thì vị Phật tử này có thể mỗi ngày đem một ly nước, đưa cái năng lượng bình an của mình qua một lời kinh, chú nguyện vô đó, nguyện cho con của con uống nước này, tâm tánh bớt nóng nảy, tiêu trừ được nghiệp nóng nảy. Mình gửi cái năng lượng tình thương của mình qua một ly nước. Bên cạnh đó mình phải thể hiện cách sống của mình. Và cái mình biết nó nóng, khi nó nóng mình nói ngược lại với nó có work không. Nếu nó không work thì mình phải ở đợi nó nguội rồi mình nói. Có những người á, khi người ta hết nóng rồi mình nói gì người ta cũng nghe hết đó, rồi người ta cải sửa. Còn khi người ta nóng mình chống lại thì người ta chẳng bao giờ người ta work được cái gì. Cái thứ hai nữa, mình phải nhận ra đây là một cái tập nghiệp giữa mình với nó. Tại sao đối với người dưng nó tốt quá, nó hiền lành quá, nó dễ thương quá, mà đối với mình là tự nhiên nó khác hẳn? Rõ ràng giữa mình với nó có một cái oan trái. Vậy thì cái oan trái này giữa mình với nó mình phải làm gì? Chỉ có cách mình sám hối tiêu nghiệp. Pháp Hòa thường đọc cho đại chúng nghe một câu trong sách xưa đó: nhi nữ thời túc trái, hoàng trái, khảo trái, hữu trái phương lai. Con của mình đều là nghiệp cũ, nợ cũ, gọi là túc trái. Túc trái là nợ cũ. Một là nó đến đây để mình trả cho nó, hai nó đến đây để mình, nó trả cho mình. Dù là mình trả nó hay nó trả mình đều là nợ hết. Nếu không có nợ đâu có gặp nhau. Hữu trái phương lai, nếu không có nợ đâu gặp. Tại sao một cái người cũng là con mình mà sung sướng hạnh phúc, cũng là con của mình mà khổ quá trời bởi cái người kia làm khổ? Mỗi đứa nó có cái biệt nghiệp của nó, có cái biệt nghiệp của nó. Có những đứa nó communicate với mình rất là dễ, có những đứa nói với mình được ba câu là mình với nó gây lộn rồi đó. Mà có những đứa nó ngồi đó nói với mình cả ngày không hết chuyện. Rõ ràng mình với nó có cái túc trái. Nhưng mà đừng nghĩ như vậy rồi ghét nó, rồi lúc nào cũng ấy, là không bao giờ giải hết được nghiệp. Phải sám hối tiêu cái nghiệp mà hay chống nó. Bây giờ nó chưa hiểu đạo, nó chống mình. Bây giờ mình hiểu đạo, mình đừng chống nó. Như vậy mới tan. Chứ còn mình đó, nó làm con mà nó không được vậy, mình lấy cái lý đó mình nói thì mãi mãi, nếu nó hiểu được đạo lý nó là con, đâu có chuyện này.
Phải không? Mà nếu mình trong mình lấy cái đạo lý ra mình nói ra thì nó sẽ đặt ngược lại, mẹ là mẹ sao mẹ không nhịn con. Thì nếu mình làm người lớn mình phải nhịn. Người ta thường hay nói làm lớn là làm láo, nghĩa là cái người lớn là đôi lúc mình phải chịu lỗ. Chịu lỗ để làm gì? Để hóa giải một cái nghiệp chướng giữa mình với người nhỏ thôi. Quý vị không biết đâu, trong khóa tu mấy đứa nhỏ, mình mà không nhịn mấy đứa nhỏ đó là mình không thể nào tiếp nhận được nó. Có những đứa nó vô, lần đầu tiên nó vô tu hả, trời ơi nó chửi mình. Nó tại vì nó đâu có hiểu là như vậy là cái cách mình hướng dẫn đâu. Thậm chí có những đứa nó không thèm làm gì hết. Nó nói tại sao phải làm. Nó tới đây nó mới cúng 20 rồi. Nó nói vậy đó. Nó mới cúng 20 đồng rồi. Nó donate 20 đồng rồi. Mình phải có bổn phận service nó. Bởi Pháp Hòa kêu nó vô phụ làm chén nó không làm. Đứa kia vô làm thì chiều lại mấy đứa kia mới kể và nghe nó, thầy biết không, nhỏ đó tại sao nó không làm, tại nó mới cúng chùa 20 á. Là thầy phải service đó. Mà nếu mà mình không nhịn mà nói cái con này là cái lửa của mình lên tới đầu rồi. Rồi á, rồi những lúc mà nửa đêm nửa hôm mà nó nói phone, nó chơi phone, mà mình kêu nó đi ngủ mình lấy phone nó là nó dung dằn, nó chửi mình. Nói chung là mình phải nhịn nó hết. Mà không nhịn nó đâu có chịu nó ở tu. Mình người lớn biểu nghĩ tu cũng chui vô tu. Còn nó năn nỉ nó vô tu. Mà nó vô đây nó ở tu được 3 ngày 4 ngày là mình lại ông địa. Tại vì ông địa trên Tây Thiên không có gì hết trơn, ngoài đất trống. Nó vô trong đó nó không có chỗ nào để nó đi chơi hết. Tự nhiên má nó dụ nó vô tu, ba nó dụ nó vô tu, vợ vô giữa đồng không mong quạnh, không có shopping, không có grocery, không có convenience store, không có chỗ bán kẹo bán gì hết trơn á. Nó tối ngày nó cứ mở mắt ra thấy đậu hũ, nhắm mắt lại thấy mì căn. Thôi bây giờ mình nghĩ hết tất cả những hy sinh của nó. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó, thôi nó hy sinh nhiều lắm rồi, mình hy sinh nghe nó chửi chút không sao đâu. Nó hy sinh cái game nè, nó hy sinh thời gian. Nói như vậy không có nghĩa là mình chiều nó, nhưng mà có những chúng sanh nó ương ngạnh, nó chưa có thuần thục thì mình không thể nào cứ như vậy mà đẩy nó ra ngoài. Khó lắm à. Là nó hôm nay kêu cảnh sát à? Ở đường được thôi chứ dữ vậy. Trời ơi, nó nói nhiều câu mình nghe mình. Bởi Phật tử hay hỏi qua thầy có bị cao máu không? Bao giờ nói, máu hình như lúc nào nó cũng cao. Bây giờ hãy bấm là nó trào. Trào máu. Kính thưa thầy, do con quy y khi còn nhỏ nên để lạc mất cái passport, con có nên xin làm lại hay không? Dạ được, ở đây đang dư passport. Xin thầy cho con rõ như thế nào là Phật tử thuần thành. Nếu mà nói cái này là phải thêm buổi. Thôi bây giờ Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi, 4 cái. Phật tử thuần thành á, không phải đi chùa nhiều, làm công quả nhiều, thuộc kinh nhiều, thọ Bồ Tát giới, lúc nào cũng ngồi trên, kêu là Phật tử thuần thành đâu. Phật tử thuần thành là phải có đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ tuệ, đầy đủ hành pháp. Niềm tin phải đầy đủ, trí tuệ phải đầy đủ, giới pháp thọ trì phải đầy đủ, tu tập. Cái quan trọng là hành pháp. Không cần quảng cáo mình là thuần thành, nhưng người ta nhìn mình người ta vẫn biết mình thuần thành. Ví dụ cắm cây hương, cầm cây hương hai tay, cắm cây hương lên cho ngay. Chị em trong chùa nói chuyện với nhau không bao giờ nạt nộ. Mình muốn nhờ ai làm gì, chị hoan hỷ giúp giùm em. Ê mày làm cái này cho tao coi. Thì cái người mà người ta tự ái á, tôi vô đây tôi làm công quả chứ tôi đâu làm mọi ai đâu mà
cái kiểu vậy. Cái người không chấp nó khác, cái người mà người ta chấp lê nê từng cái chữ nó khác. Cho nên cái người sơ cơ không thể trách, mà trách Phật tử thuần thành. Mình thuần thành thì cái ngôn từ của mình phải làm sao để đủ thay thế cho vị thầy, để mà điều phục trong chúng. Mình nấu ăn với nhau, mình làm công quả với nhau, thầy ông đâu có xuống bếp thường đâu. Thì mình là cái người Phật tử lâu năm trong chùa, mình giúp thầy thì mình hãy nên nói như thế nào, điều hành cái bếp như thế nào, để mà cho thầy bớt nặng đầu phải lo. Có nhiều khi send cho thầy một cái message complaint đã đời xong cái thấy kỳ quá, bấm xóa. Cái bắt đầu đính chánh câu: con không muốn thầy nhức đầu. Quý vị tưởng Pháp Hòa không có nhức đầu à? Chưa bể là may rồi. Cho nên cái chữ thuần là gì? Là mình thuần thục về Phật Pháp. Chữ thuần là không có tạp. Thí dụ như mình cầm cái đó lên, cái này là làm bằng vàng thuần rồi nha. Thuần bằng vàng, không có tạp. Là vàng này không có pha kim loại, không có gì, không có pha nhôm, chì, thao thiết gì hết. Đây là vàng thật. Thì cái chữ thuần thành cũng vậy. Mình đã thành thục bằng một chất liệu Phật tử thuần thành. Trong đó tính, giới, tuệ, tu tập. Kính bạch thầy, thưa thầy, cho con xin hỏi, con vướng phải nghiệp gì mà con sanh ra đứa con trai bệnh tự kỷ? Thưa đại chúng á, nếu như mình mới hiểu đạo, mình có thể nhận đó là nghiệp. Nhưng bây giờ quý vị hãy chuyển nghiệp thành nguyện đi, đừng có thấy nó là nghiệp nữa. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ mình sanh một đứa con lành mạnh, khôn ngoan, lanh lợi, chắc gì mình không đau khổ vì nó không? Nếu mà nó lanh lợi thì nó làm cái gì? Nó ăn chơi, nó thế này thế kia, nó cũng sẽ làm mình khổ. Còn cái đứa mà nó tự kỷ vậy, nó dở dở vậy đó, mà nó không có làm gì phiền hết đó. Cho nên thưa quý vị, mình sanh con nó có hai phần nha. Cái đứa con mà nó bệnh á, đôi khi mình chỉ lo nó bệnh mà mình không đỡ cực cái này. Còn cái đứa mà nó khôn ngoan, nó theo đúng cái mình muốn á, là nó lớn tới đâu là mình khổ tới đó, lớn tới đâu mình khổ tới đó. Bởi vì sao? Cả hai đều là nợ. Nếu nói là nghiệp nợ là nó vậy đó. Kiểu nào mình cũng khổ hết đó. Nó thông minh, nó khôn ngoan, chắc gì mình không khổ không? Nhiều khi mình khổ còn hơn nữa đó. Nó lường gạt mình đủ kiểu. Còn cái đứa nó bệnh vậy đó, bất quá nó phá vậy đó, nhưng mà mình không có gì phiền hà hết. Cái đứa mà nó 13 tuổi thôi, nó đi học thôi là bắt đầu mình đánh lô tô rồi đó. Không biết chiều nay nó có nghỉ học không, nó đang chơi với bạn nào. Thấy mà nó online, nó chat hoài là mình rình coi nó nói với ai. Mà thấy nửa đêm mà mình hí cửa coi nó có ngủ không. Em qua hết rồi mấy giai đoạn này. 15 đứa nhỏ, 15 đứa con trai, 25 tuổi giữ 15 đứa. Mà quý vị nghĩ là con trai mà cỡ tuổi đó không thì nó làm sao? Cho nên mình nuôi nó ăn mình không có khổ. Mình lo rầu không biết nó chơi với ai đó. Nó đi chơi mà mình đây mình khổ mới chết chứ. Cho nên đừng có thấy cái đó là nghiệp. Bây giờ phải thấy nguyện nè. Nếu đứa nhỏ này nó lọt vô một gia đình, một người Mỹ nào đó, họ sẽ không giữ nó đâu. Họ sẽ đưa nó vô những cái foster care, hoặc là những cái nhà mà chuyên môn cho mấy đứa nó ở. Còn cái đứa nhà mình đã từng phát nguyện làm Bồ Tát, nuôi một đứa nhỏ thôi, thì bây giờ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, một chúng sanh cũng độ, vô lượng vô số chúng sanh cũng độ. Thôi bây giờ con nguyện độ đứa nhỏ này. Bây giờ mình độ đứa nhỏ này, hay nói cách khác là mình trả nghiệp cho nó đi. Nhưng mình với nó muốn hết nghiệp không? Mình trả cho nó đời này bằng cách là chăm sóc cho nó phải không? Nhưng nhờ có Phật Pháp, mình sám hối cho nó,
Mình cầu nguyện cho nó thì mình trả cho nó hết nghiệp đời này, và bản thân nó trả hết nghiệp đời này, nó tái sinh đời sau nó được làm một thân người tốt đẹp hơn. Cho nên ăn thua cái tâm niệm của mình quán chiếu đây là nghiệp hay là nguyện. Đầu tiên mình quán là nghiệp đi cũng được nữa, nhưng mà mình phải thấy được cái mặt tích cực ở phần nghiệp để chúng ta trả mà không khổ. Rồi đi xa hơn nữa, chúng ta chuyển cái nghiệp này thành cái nguyện. Mình làm nguyện một vị Bồ Tát độ cho con mình. Nó có duyên với mình nó mới làm con mình chứ đâu phải bình thường đâu. Biết đâu chừng đời trước nó là tỷ phú đại gia, mình là người tới mượn nợ nó, hứa 2 tháng trả, đi suốt 20 năm. Nó phải rình dữ lắm nó mới kiếm được mình nó. Cho nên á, quý vị thấy á, Pháp Hòa hay dùng cái câu này nè: có Phật Pháp là có phương pháp. Nếu mình có được Phật Pháp là mình sẽ có phương pháp chuyển đổi cái nhìn, cái thấy của mình để làm cho mình positive, không còn tiêu cực mà phải thấy một cái tích cực. Ví dụ như bây giờ mình đang bệnh đi, ồ tôi bệnh mà tôi bệnh ở đây cũng đỡ lắm, bệnh ở đây bác sĩ, y tá, nhà thương, bệnh viện chăm sóc tốt. Thật sự người ở đây mà chết nghĩa là tới số rồi, chứ bác sĩ ở đây họ đâu để mình chết. Thậm chí mình hết cứu rồi mà họ cũng dám nói với mình thôi đem về đi. Họ khuyên mình á, nên đi qua chỗ kia để có cái good care hơn. Họ nói rất là nhẹ, để cho mình qua đi mình chờ. Họ cũng lịch, họ không có nói. Rồi thậm chí họ nói với người bệnh một cách rất là nhẹ nhàng. Họ rất thông cảm cho người thân của người bệnh, họ đang đau khổ vì cái bệnh của người thân. Trên bác sĩ y tá ở đây, ngoài cái công việc của họ, họ còn có cái nhân từ ở trong đó, có cái lòng từ trong đó. Thì bây giờ mình ngược lại, Pháp Hòa cũng xin thưa, Pháp Hòa thưa quý vị, quý vị đừng có thấy nó là nghiệp gì hết đó. Nếu quán về nghiệp thì nghiệp phải là nghiệp tiêu tích cực. Nếu con mình nó bệnh tự kỷ mà nó bệnh ở đây, có phải sướng hơn bệnh ở Việt Nam không? Ở đây mà quý vị thấy là chính phủ lo hết, mà mình chỉ làm có cái việc là nhận tiền để mình nuôi nó thôi. Có 2 vợ chồng ở bên Mỹ, Pháp Hòa biết, 3 đứa con. Thì 2 đứa con lớn giờ nó xa gia đình, nó không có thăm hỏi, nó không phone viết gì nữa hết á. Còn con đứa nhỏ bệnh á, lẫn quẩn trong nhà. Pháp Hòa tới thăm, 2 ông bà nói sao biết không? Thầy ơi, con nghĩ chắc Phật trời cũng biết tụi con cô đơn á, cho đứa nhỏ này cho tụi con an ủi tuổi già, có nó cũng vui lắm. Nó chạy rần rần mình la hét với nó cũng vui. Còn 2 đứa kia giờ đi nó không phone phiết gì hết. Con gọi con phone nó má làm gì má gọi hoài vậy. Thôi riết con buồn con muốn gọi nó, con cứ chơi với đứa nhỏ này. Mà nó không có làm phiền gì mình thôi ơi. Đó quý vị đó, thành thử ra ăn thua cái cách mình nhìn. Rồi bây giờ quý vị thấy mà tất cả những người bệnh ở cái xứ này nè, có ai mà mình phải cực nhọc đi làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi họ đâu, toàn là tiền chính phủ. Thì rõ ràng mình thấy trong cái bệnh nó cũng còn cái phước. Rồi bây giờ bác sĩ nếu mà nói vậy, chính phủ Canada ngồi chống càm nó, trời ơi tôi không biết nghiệp gì mà rước nguyên cái vàng này qua là tôi khổ quá. Nếu mà nói là nghiệp thì chính phủ Canada cũng không ngồi chống càm mà than nghiệp á. Thành thử nếu mà nói là nghiệp là ngồi quán lại, không có ai mà không có nghiệp. Nhưng mà chúng ta có cái phương pháp của Phật Pháp để nhìn soi nghiệp là gì. Có phải là một cái gì để làm cho mình khổ đau không? Hay làm cho mình tích cực mình trả nó? Có cái cô đó cũng mới nói với bà, con khổ lắm thầy ơi, làm nhiều nó phá nhiều, làm nhiều phá nhiều. Cái bà nói vậy cô cũng đỡ, cô có làm để cho nó phá. Cô còn làm ra cho nó phá. Còn có nhiều người làm không ra đồng nào mà nó phá mới chết chứ. Cô nói ờ hé. Quý vị thấy mình có Phật Pháp là có phương pháp. Bây giờ nhớ nha, nuôi một đứa con bệnh này, giải quyết cái đời sống cơm áo, chăm sóc nó vật chất đời này nè, nhưng phải nhớ sám hối cho mình với nó, để mong đời sau nó sạch luôn cái nghiệp thân và tâm của nó. Đời này nó được sướng phần thân,
nhưng mà nó không sướng cái phần tâm. Cái đầu nó không biết gì hết, nhưng mà về mặt vật chất đầy đủ, ăn uống rồi sự chăm sóc. Cho nên mình ráng sám hối cho mình với nó. Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích dùm con câu phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Câu này chỉ áp dụng cho làm công quả trong chùa hay mọi nơi? Con có nghe một thầy giảng là mình tại nhà phục vụ cho người thân cũng áp dụng cho câu trên. Dạ đúng như vậy. Chúng sanh là danh từ chung để chỉ cho tất cả mọi loài đang chung sống với mình. Đừng có thấy người nào vô chùa mới chúng sanh, còn về nhà toàn là nghiệp chướng. Vừa nấu cơm mà nghiệp chướng ở đâu mà báo tôi hoài, đi đá về đòi ăn. Vậy thì mình chưa có cái cặp nhìn của cái vị Phật là thấy tất cả chúng sanh. Đã nói là chúng sanh mà, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phụng sự trong chùa như thế nào, về nhà phụng sự người thân cũng thế đó. Như vậy thì mới tốt. Chứ còn mình mới thấy là chỉ có chúng sanh chùa thôi. Khi con và mấy người anh họ của con qua Mỹ thăm người thân, con có mua lobster còn sống về để barbecue. Trong cái file mindfulness training, chúng ta không giết người và giết người khác để làm đồ ăn cho chúng ta. Nếu chúng ta ăn lobster trong trường hợp đó thì có tội gì không? Cái này thì mai mốt mà hỏi con lobster. Thưa đại chúng, quý vị nên nhớ như thế này. Đạo Phật không có hướng dẫn mình người cư sĩ tại gia mà hoàn toàn có thể tránh được cái phần này. Quý vị vẫn ăn mặn bình thường, không có gì hết. Nhưng nếu như ở đây cái hoàn cảnh mà người ta đã làm sẵn những cái thức ăn sẵn để mình mua về mình ăn, thì cái phần nghiệp sát mà về cái ý tạo tác về cái xác nó đỡ hơn. Pháp Hòa ví dụ, người ta bán một con gà sẵn mình mua về mình ăn, cũng là một hình thức sát sanh, nhưng mà mình không có tự tay mình nhổ lông cắt cổ nó. Nhưng khi mình nhổ lông cắt cổ là mình qua một quá trình tạo tác ở cái ý. Một lát nữa phải nắm cổ nó kiểu nào, lựa cái dao nào cho bén để khứa một cái cho nó đứt, cho nó chạy vòng vòng, rồi phải dắt nó ra làm sao, rồi phải nhúng nước sau. Tức là khi một cái quá trình mà thành giết được một con gà, mình đi qua một quá trình sát về ý. Quý vị hiểu được cái ý mà nói ha. Còn cái gì mà nó đã sẵn người ta làm thì thôi mình tạm ăn cái đó, để cho nó giảm đi cái phần khởi tâm phương thức giết. Sát nó có hai cách. Một là phương tiện để sát, không? Thí dụ như bây giờ mình nghĩ nè, nếu mình đập đầu cá lóc đó, mà lấy cái cán dao đập nó không chết, phải lấy cái chài đâm tiêu, thí dụ vậy đó. Tức là mình phải nghĩ ra một cái gì đó, một cái vật dụng. Tức là ngay cái quá trình đó mình đã khởi rất nhiều những cái ý nghĩ. Cho nên nó là người cư sĩ tại gia chỉ tránh giết người, sát sinh những con vật. Còn cái chuyện ăn uống trong đời sống là bình thường. Thôi thì bây giờ quý vị cứ ăn những cái gì mà người ta sẵn làm, còn hơn là mình phải ăn những con vật mà ăn tươi, nhưng mà thật sự cái tươi đó nó chỉ ngon ở một chút nào đó thôi. Nhưng mà cái quá trình tạo nghiệp qua ý, qua hành động thì nó hơi nhiều, cho nên mình giảm để thôi. Kính bạch Thầy, cho con xin hỏi tại sao Phật tử thọ Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng? Người thọ Bồ Tát giới khi vào giữ khóa tu ngủ giường hai tầng, người nằm tầng trên là Phật tử chưa thọ giới, người nằm tầng dưới là Phật tử thọ Bồ Tát giới. Như vậy người nằm trên có phạm giới không? Cái này em không biết à. Em không có nghe giới nào nói vụ này à. Không có Bồ Tát nào mà vô dành chỗ ngủ hết à.
Thưa đại chúng á, cái này Pháp Hòa xin thương chuyện ha. Ở trong cái thấy, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, kiến thủ kiến, năm cái thấy sai lệch mà chúng ta thường gọi là ngũ tà kiến. Không khéo cái câu này, cái người hiểu, cái này không phải là do Phật tử này, mà người ta thấy vậy người ta hỏi đó, thì cái vị Phật tử Bồ Tát tại gia nào mà đang hành những cái kiểu như vậy, nó đều lọt vô tà kiến hết. Mình thọ giới để mình tu và mình thực hiện cái lòng từ bi cứu độ chúng sanh của Bồ Tát, chứ không phải thọ giới để gọi là không ăn đồ cúng hay là ăn đồ cúng. Thọ giới không phải để nằm giường dưới hay nằm giường trên. Thọ giới không phải để ngồi ở trên hay ngồi ở dưới đó. Không có cái chuyện thọ giới để có mấy cái này. Bồ Tát giới phải thể hiện ba tâm. Một là phải có lòng gọi là nhiếp thiện, nhiếp luật nghi giới, nghĩa là tránh không làm điều ác. Bồ Tát phải làm cái thiện là nhiếp thiện pháp giới, là phải tu các điều lành. Bồ Tát phải làm một cái chuyện là nhiêu ích hữu tình, là cứu độ chúng sanh. Đó là ba cái câu mà mỗi ngày mình ăn cơm mình đọc đó. Mình đưa miếng cơm thứ nhất lên miệng mình ăn, mình nói nguyện không làm điều ác. Muỗng cơm thứ hai mình nói nguyện làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba mình nói nguyện độ tất cả chúng sanh. Quý vị có biết ba câu đó là ba câu của Bồ Tát phải tu không? Nhiếp luật nghi giới, nghĩa là giữ tất cả giới luật, là không làm ác chứ gì nữa. Nhiếp thiện pháp giới là phải tu các điều lành. Nhiêu ích hữu tình là phải làm lợi ích cho các loài hữu tình, thì cái này rõ ràng là độ chúng sanh. Không có một cái Bồ Tát giới nào mà nói rằng thọ Bồ Tát giới rồi không được ăn đồ cúng. Mà nếu như vậy là Bồ Tát giới này thọ để ăn chứ phải thọ để tu. Đâu có Bồ Tát giới nào mà nói là thọ Bồ Tát giới luôn luôn phải được ngồi trên, không được ngồi dưới đó. Nếu mà thọ Bồ Tát giới mà ngồi ở dưới đó là những ông bà nào ngồi trên này là tội hết ráo. Vậy Bồ Tát này là Bồ Tát dởm, chứ không phải Bồ Tát thiệt. Bồ Tát thiệt là phải dành cái phần khổ về mình, nhường cái phần sướng cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình có cái ghế mình ngồi, thấy bà cụ kia đi tới, bác ngồi đi, con ngồi dưới đất được. Đó, đó là Bồ Tát đó. Tại vì Bồ Tát là phải phát tâm từ bi cứu độ chúng sanh. Thế bây giờ dành toàn ăn đồ ngon mới nấu không à, còn đồ cúng nguội để người khác ăn. Vậy Bồ Tát gì? Cái này là ma ha Tát. Một Bồ Tát tại gia nào đã thọ Bồ Tát giới rồi mà không ăn đồ cúng, chuyên môn múc đồ nóng ăn, Bồ Tát giới này là tà kiến. Chữ tà kiến này là gì? Cái thấy rất là lệch lạc, sai bét với đạo Phật. Ngày nào mấy cái này nó còn nằm trong chùa là ngày đó cái chúng Bồ Tát đó chưa thoát được tà kiến. Mà ngày nào tà kiến này còn là đạo Phật bị người ta hiểu lầm rất là nhiều. Như vậy mấy ông mấy bà tu để kiếm mấy cái vụ này đâu có đúng. Bồ Tát là để mình, để là mình, nghĩa là mình luôn luôn mình đem cái hạnh tu của mình ra mình giúp chúng sanh mà, chứ đâu phải là cái chuyện. Thưa đại chúng, quý vị cứ ăn đồ cúng bình thường đi, không có ngu gì đâu mà sợ. Có nhiều người nói ăn riết nó ngu. Mấy ông thầy trong chùa ăn đồ cúng không đó, ngu cỡ đó là cùng gì. Bồ Tát là không bao giờ, nghĩa là phô trương mình bất cứ hình thức nào. Thậm chí mà người ta, quý vị nhớ Văn Thù Phổ Hiền trong một câu chuyện đó, có một câu chuyện kể đó. Có một ông quan đó, ông có đứa con bị bệnh, thì người ta mới nói á, quan nên đi lên cái chùa Quốc Thanh á để gặp vị hòa thượng đó đó. Hòa thượng đó có cái cách giúp.
ông quan này ông lên ông nhờ hòa thượng đó giúp, xong cái ông cảm tạ, cái hai ông kia nói: ô, ông có biết ông đó là ai không? Ông đó là Phật Di Đà hóa thân đó. Thì Phật Di Đà là cái vị hòa thượng đó đã hóa thân đó, nghe vậy mới nói: ông có biết không, hai cái ông mà chỉ ông lên đây là Văn Thù Phổ Hiền đó. Thật ra câu chuyện đó chỉ là một câu chuyện là các vị Bồ Tát người ta làm chuyện nghĩa là lớn lao mà người ta không bao giờ người ta phô trương tên tuổi. Còn mình bây giờ thọ Bồ Tát giới xong chụp nguyên hình đến bàn thờ, ngồi trên bông sen để cho người ta thờ cúng mình, để gọi là mình là Bồ Tát, mấy cái đó không đúng đâu. Nó lệch hết với cái ý. Cái đó gọi là tà kiến. Chữ tà này không có nói là tà ma ngoại đạo gì. Chữ tà này là gì? Lệch. Chữ chánh là ngay. Vậy thôi. Mình lệch đi, mình không đúng đi cái đường lối. Rõ ràng quý vị mở hết cái nghi thức truyền Bồ Tát giới coi. Giảng thuyết nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà còn nói cho chúng ta biết rằng tại làm sao phải phát bốn câu này? Vì chúng ta thấy rõ bốn cảnh khổ của thế gian là khổ tập diệt đạo, tứ diệu đế. Vì tứ diệu đế mà phát nguyện bốn câu này. Vì thấy cái khổ của chúng sanh cho nên phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì thấy cái nguyên nhân của khổ cho nên phát nguyện phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì thấy được cái tịch tịnh của hết khổ cho nên mới nói gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì thấy cái chỗ thành tựu gọi là đạo đế cho nên gọi là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ diệu đế nó tương ưng với bốn cái lời thệ nguyện này. Cho nên nói xong rồi, cái vị giảng pháp sư mới hỏi: các vị đã phát tâm chưa? Các vị thọ Bồ Tát giới nói: đã phát. Từ thân này cho đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không được sát hại chúng sanh. Thí dụ vậy đó. Chứ không có một cái giới nào, từ giới của Bồ Tát tại gia hay Bồ Tát xuất gia, không có giới nào không cho Bồ Tát giới ăn đồ cúng. Không ăn đồ cúng. Mà cũng không có cái giới nào nói người thọ giới Bồ Tát khi vào giữ khóa tu ngủ giường hai tầng chỉ được ngủ giường dưới. Tại sao biết không? Dễ đi washroom. Ngủ giường trên leo luôn, lên xuống té chết làm sao? Để mấy đứa nó leo té kệ nó. Đâu phải vậy. Cho nên á, thưa quý vị, là Pháp Hòa rất là khuyến khích thọ giới. Nhưng mà nếu mình thọ giới mà để mấy cái vụ này á, thì thôi, mình làm cho đạo Phật bị người ta nhìn vô một cặp mắt rất là mất thiện cảm. Bây giờ nhà người ta nấu có một chút xíu chè vậy nè, ta đem lên ta cúng bằng ông, bằng bà, bằng thần tài, bằng thổ địa, cúng hết xong bưng ra nguyên hỏi có chén nào mới không? Chén cúng rồi tôi không ăn. Vậy sao được? Ta nói: trời ơi, xin lỗi, con không biết Bồ Tát không, con không biết. Thôi để bữa nào nấu nồi khác đền cho Bồ Tát. Có cái bà cụ kia, bà đi chùa, bà xách cái bịch cam, cái bà tới bàn thờ nào, bà thấy cái tượng, bà để trái cam. Thấy tượng nào bà để trái, cái cuối cùng bà ra tới cửa, bà thấy tượng Phật Đản Sanh đứng cầm tay về, bà thiếu, bà hết cam rồi. Cái bà rờ đầu, bà nói: trời ơi, con đứng đây, bà không thấy. Bà xin lỗi con nghe, để mai bà cúng thế, bà cúng bộ. Hết giờ chưa? 15 phút nữa nha. Xin Thầy cho con rõ, muốn tìm hiểu 41 ngày đại đệ tử của Đức Phật, tên và công hạnh của quý Ngài, con có thể tìm hiểu từ kinh nào? Pháp Hòa không nhớ chính xác, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị có thể tìm ở trong, có thể là Tương Ưng Bộ Kinh, hay là Tăng Chi Bộ, tức là nó nằm trong bốn bộ đó: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ. Trong cái kinh đó, Đức Phật có một bài kinh nói về
tất cả những công hạnh của các vị đệ tử lớn của Đức Phật. Không phải chỉ 10 vị đệ mà như quý vị thường nghe nói đâu, mà tổng cộng là 41 vị. Lâu nay quý vị nghe ngài Ca Diếp phải không? Ca Diếp là đầu đà đệ nhất ha. A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất ha. Một Kiền Liên là thần thông bậc nhất ha, vân vân. Mà quý vị có biết là ngài Nang Đà là anh em chú bác, ngài Nang Đà là anh em đồng cha khác mẹ với Phật đó. Thì ngài Nang Đà là cái gì đệ nhất không? Thu nhiếp sáu căn bậc nhất. Ngài Kiều Trần Như là tuổi pháp lạp bậc nhất. Tại vì khi Đức Phật thu nhận đệ tử thì cái năm anh em Kiều Trần Như là năm người đầu tiên, thì ngài Kiều Trần Như là vị tỳ kheo có tuổi pháp và tuổi đạo cao nhất trong các tỳ kheo. Tổng cộng là 41 vị. Mà ngày nay là 10 vị mà chúng ta thường nghe đó là sự sưu tập chứ không phải đầy đủ. Xin thầy giải thích. Con chỉ thích xem những phim bạo động, những phim giết người ghê gớm. Xin thầy cho con biết điều này có hại gì cho tâm thức của con. Thưa cái khi mình thích những cái này nè, nó có cái tác hại cho tâm thức á, là hằng ngày mình đã thu nhận những cái thức ăn cho tâm thức qua những cái phim ảnh như thế này. Và cái tác hại của nó là mình luôn luôn sống, lâu ngày nó thành một cái tập nghiệp là sống bằng cái tâm gọi là bạo động, hận thù, giết chóc. Mà hằng ngày mình ăn cơm, uống rượu, hút thuốc, đó là những cái món ăn đưa vô thân, độc tố của thân, rượu, thuốc lá, vân vân. Còn những cái này là độc tố của tâm. Thí dụ một người mà thích xem phim bạo động, lâu ngày mình huân tập, có thể khi hữu sự mình đi đến bạo động. Và thậm chí mình giận tức ai, bao nhiêu cái hình ảnh, cái cách thức giết người, nó có thể đi ra trong cái tâm thức của mình. Bằng chứng là ở đây quý vị ta thấy đó, có một năm đó và nhớ có một em đó, nó giết người, nó 10 tuổi thôi. Nó giết xong nó để trong cái cống, cái cống rãnh ngoài đường. Thì khi mà bắt được nó đó, thì hỏi ra thì quý vị biết không, do nó coi phim, nó thấy người ta giết người để ở trong mấy cái chỗ đó, nó làm y. Và nó không có biết cái đó là điều xấu, vì nó nghĩ đó là một hành động. Như có một em nọ, nó đi ăn cắp. Mà khi bị hỏi thì nó nói là nó muốn coi cái ăn cắp này nó vui cỡ nào. Tại vì những cái đó là những cái hình ảnh mà nó đã thấy trong phim ảnh. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ ha, bây giờ Pháp Hòa nói cái nhỏ thôi nha. Quý vị có thấy ở đây con nít á, nó giận nhau có khi nào nó lấy dao, lấy cây mà nó chém giết, nó rượt nhau không? Có không? Hiếm lắm. Mà xin thưa đại chúng là ở Việt Nam dễ lắm. Tại sao? Vì từ nhỏ mình đã thấy mẹ mình á, lấy cây dao khứa cổ con cá, khứa cổ con gà, đập đầu con cá lóc, dãy nó, cắt nó, tức là chọc huyết heo. Nói chung là dưới quê á, khi mình còn nhỏ mình lẩm đẩm mình đi chơi, những cái hình ảnh đó mình thấy hà rầm ở trong cuộc sống của mình. Và thậm chí hàng xóm mà giận nhau, rượt nhau, chạy đánh, đánh lộn nhà này, ngó cửa qua nhà kia, nó thấy thường những cảnh đó. Cho nên cái chuyện mà đánh nhau, giết nhau, bây giờ quý vị đọc báo có thương ở bên đó. Vì một cái phone nó cũng giết người, vì một câu nói nó cũng giết người. Họ coi mạng người đơn giản vậy. Ở đây con nít đó mà nó thấy người ta đập đầu con chó, con đồ là nó sợ, nó hét, nó la. Là vì những hình ảnh đó nó không bao giờ nó thấy.
mà nó luôn luôn nó thấy người ta ôm ấp con mèo, vuốt ve con mèo, cưng yêu con mèo, con chó. Cho nên quý vị thấy đây nó thương chó, thương mèo vô cùng. Ở cái chùa Tây Thiên năm ngoái á, khóa tu, có một con mèo nó vô nó sanh 11 con. 11 con mèo lúc mà nó có thai nó đi ụt ịt, mà quý vị biết không, nguyên một đám con nít nó cứ rần rần nó đi theo con mèo có thai. Nó nói nó sợ, phải gọi làm gì? Nó sợ con mèo mệt nó đỡ. Khi con mèo sanh ở dưới một cái gầm của một cái nhà, một ngày nọ Pháp Hòa thấy một đám con nít nó đi dollar store về, nó đem một đống đồ nó đổ ra, toàn là đồ cho mèo không, cái dĩa cho con mèo, cái mền cho con mèo, đồ chơi cho con của con mèo. Pháp Hòa nói ủa ở đâu mà nhiều vậy? Nó nói bữa nay con mèo ở đây sanh 11 con, tụi con á ba má có tiền cho tiền, tụi con nói thầy Đức Tạng á chở tụi con đi dollar store mua đồ cho mèo. Nó đi về rồi nó để một bịch đồ, toàn là tụi nó hùng tiện nhau, đứa 5 đồng 4 đồng, mà quý vị biết không, nó mua cái mền 4 đồng, cái chén 5 đồng, nó mua hết tiền bạc của nó để nó lo cho một con mèo, mà con mèo đó có bà con gì đó đâu. Nhưng mà nếu như mà mình tức theo cái kiểu người lớn, nó ngu ghê vậy, có tiền biết ăn, nhưng mà mình đâu có hiểu cái đó là cái tâm từ của mấy đứa nhỏ, vì nó đã được sống, nó training ở đây thương yêu súc vật. Hai cái hoàn cảnh nó sống khác. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy rằng tại sao ở Việt Nam hay những cái xứ nghèo họ giác dao, họ chém nhau chuyện bình thường. Đây nè, mới đây Pháp Hòa bữa đó đi công tiện Phật sự, thì có cái ông mình ngừng xe lại để cho Phật tử đi xuống đi vệ sinh. Thì cái ông xe bus á, ông mới ngừng sau đó, thì cái ông giữ chỗ đó đó, ông cũng là người ở Đông luôn, ông mới là mới nói á, không có được đậu chỗ này. Mà ông nói sao không biết, mà ông tài xế trả lời sao không biết, cái ông mà giữ cái chỗ đó đó, ông với lên ngay cái cửa, ông tán ông tài xế bạc tay. Thì tán ông tài xế bạc tay, thì ông tài xế thấy bị tán vậy, tài xế mới dừng xe đi xuống xe rượt cái ông, cái ông security đó đánh. Thì một đám thanh niên ở trên xe này nó binh ông tài xế, nó đè ông, cái ông security nó giật cái dùi cui, nó đập ổng tới tấp luôn. Thì cái ông mà security bị đánh bùng dậy chạy vô trong cái shopping kia, là nguyên cái dãy bán thịt không, ổng rủ nguyên một cái nhóm bán thịt cầm mỗi người cái dao. Trời ơi, ra rượt chứ dao mà chạy vòng 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 Bắc Kinh vậy đó. Quý vị thấy không? Tại vì sao? Tại vì họ sống một cái hoàn cảnh mà con người đó họ kiểu vậy, cho nên thường. Cho nên Pháp Hòa không có lạ mà khi mà mình con nít mình ở Việt Nam hồi nhỏ đó, mình chứng kiến nè, cảnh nè, cắt cổ gà, cổ vịt, thọc huyết heo, đập đầu cá, toàn là những cái cảnh mà gọi là ăn sống. Cho nên cái chuyện mình làm cua mà nó đang sống, nó bò bò, bỏ vô cái lò mình nấu, mà nó cố gắng, nó nóng quá, nó nhảy, nó cào cào lên vậy. Và quý vị chưa thấy con ếch nó chết, Pháp Hòa thấy hết mấy cái hình ảnh đó. Con ếch mà nhiều khi nó phải chắp tay nó xá mình. Mà cua hả, nó nóng quá, nó bò, nó nhảy thấy tội lắm mà. Cho nên là khi nào mình giao tiếp với cái hình ảnh mà nó bạo động thường, thì con người mình sẽ bạo động theo. Đừng có nói chi coi phim ảnh. Ở trong gia đình mà cha mẹ mà cứ nói những cái lời nói thô, con cái nó nghe riết nó học theo, vì nó đâu có biết cái lời đó là gì, nó nghĩ cái câu đó là như vậy thôi. Có cái chị đó cứ hãy giận con gái là chửi con quỷ cái, thì nó nghĩ rằng con quỷ cái là cái câu để nói mỗi khi ai làm hư chuyện gì đó. Bữa đó má nó nấu ăn cho nó mà rớn gì, nó nói má con quỷ cái. Đây là cái chuyện bình thường, không trách được nó, tại vì nó không hiểu con quỷ cái là gì. Nó chỉ biết rằng khi nó làm cái gì hư sai là nó được gọi bằng con quỷ cái, thì nó gọi má nó là con quỷ cái. Cho nên người lớn mình cũng vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, người lớn hàng ngày hàng năm mình huân tập nè, nội cái chuyện huân tập chuyện bình thường thôi. Đi vô tu đã là khó rồi, chứ đừng nói huân tập những cái như là phim ảnh bạo động. Mấy chục năm trời sống theo thế gian, bây giờ vô tu một ngày một bữa mà mình mà bào mòn cái đó đâu phải là dễ đâu, cả một vấn đề, huống chi là mình phải huân tập những cái này nữa. Cho nên thôi thì
Nếu như mà mình coi những cái phim ảnh đó mà mình thấy rằng đã đến lúc mình phải dừng lại để cho cái tâm mình nó lắng xuống, nó yên xuống, mình thử nghiệm lại coi coi hàng ngày lời nói của mình nó có thường những cái lời nói mà nó action, những cái hành động như vậy hay không. Mình có là mình biết mình dính rồi đó. Xin thầy cho con gửi lời cảm tạ ban tổ chức ngày hôm nay. Hôm nay con thấm thía lời dạy của thầy về việc mình phải đừng phí phạm của cải trong cuộc sống. Con thực hành giống như thầy, nhưng con cảm thấy có một mình con làm như vậy thôi, vì xung quanh con ai cũng hay nói nhưng không thực hành chút nào. Thầy có thể khai triển thêm điều này, có phải vì con kiếp trước quá phí phạm nên kiếp này quá thiếu thốn nên con mới tính tằng tiện? Vậy ai phí phạm đời này thì đời sau sẽ ra sao? Không phải là mình, thật xưa đại chúng, là không phải đời này mình hà tiện vậy, chắc đời trước mình nghèo khổ gì lắm hay là mình phung phí. Thưa, mình sống là luôn luôn mình có cái chánh niệm, cái tỉnh thức. Cái gì nó dở thì mình phải chỉnh cho nó hay. Hay thí dụ thôi, bây giờ mình thấy nè, cái bình bông này nó méo nè, thì mình phải làm sửa lại cho nó ngay. Cuộc sống là nó cần cái này nè. Chỉ cần mình sống với nhau mà mỗi người mình chịu chỉnh sửa một chút thôi là cuộc sống nó yên bình nè. Chứ không cần cái gì ghê gớm đâu. Không cần mình phải nghĩa là làm cái gì ghê gớm, chỉ cần mình nhận ra mỗi người mình có cái tật, sửa một chút. Ví dụ như mình biết á, cái tật cái người đó như thế đó, thì mình đừng có làm vậy để cái tật họ sinh khởi. Rồi mình tự biết mình cái tật mình như vậy thì mình đừng có làm cái điều đó nữa để cho người thân mình khổ. Chứ không có, bây giờ mình phí thì cũng có gì đâu, ai nói gì mình. Nhưng mà tự nhiên mình sẽ thấy rằng mình mất đi một cái lành thiện, là tại sao mình có mình lại hoang phí. Những lúc mình cần không có đó. Mà quý vị không biết ai đã từng rơi vào cái chuyện những lúc cần kiếm miếng không ra không. Có nhiều khi mình có giấy trong túi nè, trời ơi, móc ra xài thấy thương lắm. Có nhiều lúc kiếm miếng giấy không ra, nó hắt hơi sổ mũi mà trời ơi, mũi nó cháy mà không có miếng giấy nữa. Cuối cùng làm gì, kéo áo lên. Chừng đó mới thấy lúc có giấy là quý. Cho nên thí dụ mình có thói quen á, cái gì mà nó đổ nguyên dũng nước, hốt một nắm giấy chặn xuống. Cái đó là cái thói quen, cái phản xạ tự nhiên thôi, chúng ta không phải quý vị phí đâu. Phản xạ tự nhiên thôi. Nhưng mà nếu mình dừng lại được 2 giây, khoan khoan, nước nhiều quá, giấy biết nhiêu cho thấm, chạy đi lấy cái khăn. Tức là mình tự mình train mình vậy đó, sửa mình chút vậy thôi, từ từ mình sẽ thói quen. Chứ thật sự ra quý vị có hốt nắm giấy không phải là ai quở của mình đấy, nhưng mà cái phản xạ của mình, thấy cái gì dơ cái hốt giấy mình thấm. Nhưng mà thấm nhiêu cho đủ, cả hộp giấy nó cũng đủ với một cái vũng nước đó. Mà chỉ cần có cái khăn là sẽ đủ. Cuộc sống nó chỉ cần cái đó thôi. Thôi hết rồi. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có một ngày sinh hoạt với nhau thật là đầy đủ. Và phải nói là mình rất là on time. Hôm nay mình mọi thứ nó đi vào một cái giờ giấc rất là tốt. Đại chúng cũng hợp tác để chúng ta thực hiện mọi việc một cách an ổn. Trước hết là xin thay mặt cho toàn thể đại chúng, xin cảm tạ thầy trụ trì, thầy Kiến Tôn, quý sư cô ở tại chùa Chánh Giác đã mở lòng cho chúng ta mượn ở nơi này, cũng như những Phật tử của chùa đã giúp cho chúng ta có được một bữa ăn trưa, hay là tất cả những Phật tử khác, mỗi người một tay giúp để cho tổ chức một ngày này được thành tựu. Như là ví dụ chè, nước, bánh trái vậy đó, vân vân. Nói chung là ai có đi vào cái khâu mà giúp đỡ thì xin được cảm tạ hết tất cả.
Và nhờ như vậy cho nên hôm nay chúng ta mới có được một ngày sinh hoạt như thế này. Đại chúng có hoan hỷ không? Thì xin cảm tạ thầy trụ trì, quý sư cô cũng như Phật tử chùa Chánh Giác. Và kế đến là xin cảm tạ Phật tử Diệu Khánh Thiện Phúc cũng như tất cả quý Phật tử khác đã không quản ngại cực nhọc để tổ chức. Và cuối cùng là phải nói đến tất cả quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày lễ mà quý vị dành hết một ngày để tu tập như thế này. Xin Tam Bảo chứng minh công đức và gia hộ cho tất cả quý vị luôn được an lành, vững chãi, tinh tấn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thầy, hôm nay con xin đại diện cho toàn thể các vị chúng đây có đôi lời cảm tưởng đến ngày hôm nay. Thật là một đại duyên lành, thầy đã không quản ngại không gian cách trở, đã nhận lời thỉnh cầu của chúng con đến đây để truyền dạy chúng con tu học. Qua thời pháp nhũ của thầy đã giúp cho chúng con hiểu thêm chánh pháp và vững bước trên hành trình tu học. Thầy là công đức vô lượng, chúng con vô cùng ngưỡng mộ. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và chư Phật mười phương thì từ gia hộ cho thầy pháp thể khuyên an chúng sanh dị độ để tiếp tục hoằng truyền chánh pháp. Chúng con rất mong gặp lại thầy một ngày thật gần đây. Mỗi khi đến chùa lòng con hết buồn, trên tượng Phật tươi chứa trang tình thương, lời sư thiện pháp soi thấu tâm con. Những lần nghe xong một thời, lòng con thấy mình an. Và sau đây chúng con cũng xin thay mặt ban tổ chức xin tri ân thầy trụ trì và quý sư cô chùa Chánh Giác đã hoan hỷ tạo duyên lành để chúng con có một ngày tu học hôm nay. Xin cảm ơn ban cai soạn chùa, cảm ơn quý Phật tử đã có phần cúng dường thực phẩm, và cũng không quên cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã về đây tham dự ngày tu học. Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, tu học tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật.